mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nảnh thành kính đảnh lễ chư công tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay, môn học Phật pháp cơ bản, phần 2, Phật pháp, bài 25, tổng quan, do Hòa thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Và chúng con kính cung thỉnh Ngài. Nhật tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, như tưởng bất tường, những mộng mị sâu xa, hãy đều mau. Hãy chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh và kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phật pháp cơ bản phần 2, Phật pháp bà tổng quan, và chúng con thành kính Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ tăng chúng, kính chào Hòa thượng Giác Đẳng cùng chư tôn đức có mặt trong rừng, thân chào tất cả quý bà, quý cô tu nữ và các Phật tử. Môn Phật pháp cơ bản Phật một chúng ta đã học về Đức Phật với những nét đại cương về lịch sử Phật kể từ khi Thái tử Siddhartha giáng trần và cho đến khi Ngài xuất gia khổ hạnh và đắc chính đẳng chánh giác, rồi 45 năm hoằng pháp của Đức Phật diễn ra như thế nào, với những thuận lợi và những thuận duyên và những cái nghịch duyên ra sao, chúng ta đã học một thời gian qua. Hôm nay thì chúng ta qua đến cái phần 2 là nói về Phật pháp. Ở trong phần này, trước tiên là chúng ta học về cái phần tổng quan. Ở đây Hòa thượng Giác Đẳng cho chúng ta ba cái nét tổng quan về Phật pháp. Một là Phật pháp và đạo Phật. Hai từ này nó có cái sự khác biệt.
Thứ hai là pháp môn và tông phái. Bởi vì khi mà chúng ta học về Phật pháp là chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề gì. Pháp môn là khác, mà những cái tông phái được phân năm sẽ bảy, và mỗi một cái tông phái chủ trương những cái giáo điều, cái đó không phải là gọi là pháp môn. Pháp môn ở đây là trong cái địa tâm tạng chứ tâm. Rồi cái phần thứ ba là chúng ta sẽ nghe nói về lời dạy thiết thực của Đức Phật. Bởi vì ở đây thưa quý vị, mặc dù chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn đã tuyên bố xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và trình bày về sự diệt khổ, đơn giải thoát. Nhưng mà đọc ở trong cái Địa Tâm Tạng thì chúng ta thấy rõ những lời dạy thiết thực của Đức Phật không phải chỉ đưa đến sự giải thoát, và trong những lời dạy đó cũng nhằm giúp cho chúng sanh có được cái đời sống an lạc hạnh phúc theo thiện pháp. Tất cả những điều này hôm nay chúng ta học tổng quan, qua thời gian tới để chúng ta học chi tiết về những cái pháp môn để chúng ta hiểu Phật pháp là như thế nào. Thì chúng tôi có một vài lời để giới thiệu với quý vị về cái phần 2 môn học Phật pháp cơ bản. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh phong, rồi sau đó xin cung tịnh và thượng giác đẳng thuyết giảng về cái phần tổng quan. Nam mô của thầy. Dạ, sa thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân hòa thượng Từ Siêu. Dạ, bài học hôm nay phần 2 Phật pháp tổng quan, Phật pháp và đạo Phật. Có sự khác biệt giữa khái niệm về đạo Phật và Phật pháp. Nói đến đạo Phật có nghĩa là một tôn giáo theo cách nói chung bao gồm cả những gì được chính Đức Phật dạy hay Phật pháp, cộng chung với nhiều hình thái thu nhập theo thời gian, mang tính cách văn hóa, tín ngưỡng, xã hội. Một người theo đạo Phật không nhất thiết hiểu và hành trì Phật pháp chân thực. Phật pháp Buddha-dhamma là lời dạy đích thực của Đức Phật. Những lời dạy này được gìn giữ trong Tam Tạng kinh điển. Người Phật tử cần cân nhắc một cách nghiêm túc để vượt qua những ngộ nhận do những du nhập ngoại lai hoặc sự sai lạc do văn tự và ngay cả những nhầm lẫn vì trình độ nhận thức cá nhân. Phật pháp không phải là sản phẩm của suy tư, dù là lập thuyết của Đức Phật. Pháp ở đây là sự thật được Đức Phật giác ngộ và truyền dạy, khác hẳn với giá trị của chủ nghĩa hay trường phái trong học thuật. Dù chư Phật có ra đời và thuyết giảng, không thì chân pháp vẫn vậy. Chữ Buddhism trong Phật giáo, trong Anh ngữ là cách nói mang nghĩa lệch lạc. Phật pháp không nên gắn liền với chữ ISM. Chính vì vậy, trong Anh ngữ, người là gọi Kitô giáo là Christianity. Phật pháp không phải là một sản phẩm trí tuệ do Đức Phật sáng tạo. Pháp môn và tông phái. Sự phân hóa là điều tất nhiên trong tất cả tôn giáo, mà Phật giáo không là ngoại lệ. Người Phật tử cần nhận ra tính cách tự nhiên trong những khác biệt và có thái độ cởi mở, thân thiện, hòa ái hơn là thù nghịch nặng nề. Nên nhớ một điều là ngay cả một tông phái, một sơn môn thì vẫn có những gì biệt to lớn trong sự nhận thức và hành trì.
Tam Tạng Pali không có bất cứ đề cập gì về sự phân chia tông phái như giáo thuyết Ngũ Thừa trong Phật giáo Mật Tông, Kim Cang Thừa và Ngữ Thời Thuyết Giáo của Phật Tông Đại Thừa. Đức Phật có những lời dạy tùy theo căn tánh của người nghe trực tiếp, nhưng Ngài chưa bao giờ có chủ trương phân chia tông phái hay tách rời từng nhóm xuất gia, cư sĩ do khuynh hướng dị biệt trong sự tu học. Quan niệm về tu hành chỉ theo một pháp môn nào cũng không phải là tính lý có cơ sở trong Tam Tạng Pali. Sự tu tập của mọi cá nhân có thể cùng lúc mang nhiều phương pháp. Một giai đoạn cũng có thể có sự hành trì khác nhau. Sự phân chia bốn chúng đệ tử Phật theo pháp môn hành trì không tìm thấy trong Đạo Phật Nguyên Thủy. Lợi ích thiết thực. Đức Phật chỉ dạy những gì có lợi ích thực tiễn, chứ không để thỏa mãn tri thức. Một lần Đức Phật đưa lên một ít lá Shinsapa trong tay, hỏi Chư Tỳ Khưu là lá trong tay so với lá trong rừng cái nào nhiều hơn. Chư Tỳ Khưu trả lời lá trong rừng nhiều hơn trong tay Đức Phật. Với so sánh này, Đức Phật dạy rằng sự hiểu biết của Phật trí bao la như lá trong rừng, nhưng những gì Phật dạy như lá trong nắm tay, vì Đức Như Lai chỉ dạy những gì có lợi ích thiết thực. Những lời dạy thiết thực của Đức Phật bao gồm sự hướng dẫn để chúng sanh không làm ác nghiệp, tạo tác hạnh lành và thành tựu sự giác ngộ giải thoát. Điều này có nghĩa là mặc dù Đức Phật nhấn mạnh cứu cánh đoạn tận phiền não, chấm dứt khổ đau, không còn sanh tử, nhưng Ngài vẫn dạy về phước báo nhân thiên và cách sống hạnh phúc an lạc trong hiện tại, kể cả đối với đời sống của người cư sĩ tại gia. Nói đến thần thực tiễn, Đức Phật dạy phần lớn về sự chuyển hóa bản thân, vì vậy sự tu tập nội tại là trọng yếu. Sống vì tha nhân là điều tốt, nhưng vì đời mà bản thân phiền não hay tạo nghiệp bất thiện thì không nên làm. Ngay cả nhiều việc rất tốt cho nhân quần, xã hội, nhưng khiến tâm ô nhiễm vì hận thù, ngã chấp cũng không nên. Tu tập tâm ý, Phawana là một trọng điểm không thể thiếu trong Phật Pháp. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Em mong quý thầy ạ. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu. Đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như lời Hòa Thượng Tuệ Siêu nói trong phần dẫn nhập, chúng ta đã bước qua phần 1 của giáo trình Phật Pháp cơ bản. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần 2 là nói về Phật Pháp. Trong tuần lễ này, chúng ta đặc biệt đưa ra một vài ý niệm tổng quan nhưng mà sơ khởi. Những điều này được nhắc lên để chúng ta có một cái định hướng rõ ràng trong việc học Phật Pháp. Thưa quý vị, trước nhất là chúng ta nên có một cái phân biệt giữa hai từ ngữ Đạo Phật và Phật Pháp. Thí dụ như có ai đó hỏi mình theo tôn giáo nào, mình nói rằng tôi theo Đạo Phật. Và thật sự thì phần đông khi người ta nói theo Đạo Phật đó, thì chúng ta cảm thấy tự tin, yên tâm rằng mình tin và đi theo Phật Pháp. Nhưng mà kỳ thật thì chữ Đạo Phật đó, đó là một cái từ gọi rất là tổng quát. Và trong cái tổng quát đó không nhất thiết là một người theo Đạo Phật hay là một người tự nghĩ rằng mình tin theo Đạo Phật, thì có nghĩa là chúng ta biết, hiểu và hành trì Phật Pháp một cách chân thực. Nói như vậy thì nghe hơi trái tai,
Và thậm chí có nhiều người nói rằng tại sao chúng ta phải có cái sự tách rời như vậy. Thì thưa quý vị, danh từ đạo Phật nó cũng giống như là một số cái cách gọi những tôn giáo khác, như là đạo Thiên Chúa hay là đạo Khổng hay đạo Bà La Môn, chứ những đạo Phật nói chung là một cái hệ thống tôn giáo, và ở trong đó bao gồm cả những gì có xuất xứ từ Đức Thế Tôn, từ Đức Phật. Ở đây là Đức Phật Tổ Cô Đàm, hay chúng ta gọi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, cùng với những cái du nhập phát triển theo thời gian, nó mang hình thức văn hóa xã hội. Ví dụ như thưa quý vị, ngày hôm nay một người Phật tử đi chùa cảm thấy có cái nhu cầu tinh thần và cảm thấy rất là hoan hỷ, muốn đến với Phật Pháp, thì người này thường thắp nhang, tụng kinh, lại tượng Phật. Thì chúng ta nếu mà nói một cách cặn kẽ thì chưa chắc cái áo tràng mà mình mặc, tượng Phật mà mình lại, và cái hình thức cúng kiến hương đăng hoa quả đó lại là những gì có từ thời Đức Phật. Hay hoặc giả chúng ta tổ chức một buổi trai tăng ở tại chùa, bây giờ mình mời chư tăng đến để thọ trai, rồi mình chuẩn bị tịnh tài, tức là tiền để trong những bao thơ đi cúng dường, và mình nghĩ cái đó là một sự thực hành rất là Phật giáo, rất là đạo Phật. Nhưng mà thực sự thì nó không hẳn như vậy, rồi có đôi khi ngược lại với Phật giáo. Chúng tôi nhớ là hồi còn chúng tôi còn nhỏ đó, thì có một điều mà được dặn rất là kỹ lưỡng, là khi chư tăng đi khất thực á, thì chị Phật tử chỉ nên đặt vào trong đó các thức ăn và không nên để tiền vào trong đó. Và ở tại các quốc gia Phật giáo ngày nay vẫn còn có một số chư tăng hành vi giới luật mà các vị không có nhận tiền. Thì như vậy đó, chúng ta hỏi rằng cái hình thức mà chư tăng được cung thỉnh đến để mà nhận tiền cúng dường và không nhận tiền thì cái nào là gần với đạo Phật nguyên thủy, thì chúng tôi phải nói rằng chư tăng không nhận tiền là chư tăng làm đúng và làm theo cái hình thái của đạo Phật nguyên thủy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ trong sinh hoạt hiện đại của ngôi chùa Pháp Luân, mà nếu chúng tôi chỉ thỉnh chư tăng đến dùng một bữa trai tăng buổi trưa rồi đi về, thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ một lần hai lần thì được, nhưng mà làm hoài như vậy đó, thì thực ra đây thì chúng tôi không dám nói, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khó mà có thể thỉnh chư tăng đến dự lễ hoài mà chỉ đến ngồi ăn uống mà thôi. Về việc này chúng ta cũng nên có một chút nhìn thoáng để chúng ta hiểu rằng có rất nhiều thứ mà ngày nay chúng ta sinh hoạt ở trong một ngôi chùa mang cái hình thức, mang danh nghĩa của đạo Phật, nhưng mà không hẳn điều đó thuộc về Phật giáo. Thì cả quý vị thấy chúng ta có một cái lễ hội lớn, ở trong lễ hội này là một cái lễ hội tưng bừng náo nhiệt, rồi có những chương trình văn nghệ, rồi có những cái khóa lễ tụng kinh EA, rồi có những cái bài diễn văn. Thì chúng ta nói rằng trong trọn cả buổi lễ, nếu chúng ta xét cho kỹ thì có rất ít, tức là một phần rất nhỏ nó mang cái chất của đạo Phật nguyên nguyên, mà đa phần chúng ta pha lẫn với cái văn hóa xã hội theo thời đại ngày hôm nay và văn hóa vùng miền cũng như tín ngưỡng dân gian. Dĩ nhiên nói như vậy thì có nhiều vị sẽ phiền lòng, tại vì chúng ta đi chùa, chúng ta có cái sự cống hiến công của, mà bảo rằng điều đó không gần với Phật Pháp thì chuyện đó mình nghe nó trái tai quá. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng Đạo Phật đã tồn tại trên 25 thế kỷ ở thế gian này, và
trong xuyên suốt dòng lịch sử 2.800 năm đó không phải là một cái chiều dài quá dài so với cái sự tồn tại của trái đất, nhưng mà quả thật 2.500 năm đó là một sự tồn tại rất lâu ở trong cái lịch sử đương đại của nhân loại. Chúng ta nói 2.500 năm trước chưa có những quốc gia như là Anh, là Pháp, Đức, chúng ta chưa có những cái ngôn ngữ như tiếng Anh, v.v. thì bảo rằng thời gian nó ngắn thì nó không ngắn, nhưng quả thật là nó dài trong lịch sử. Và trong sự dài lịch sử đó, nếu chúng ta không có nhìn nhận một điều là đạo Phật có những cái du nhập ngoại lai vào đó, thì chúng ta rất là chủ quan. Và chính vì điểm này, người Phật tử khi mà đến Phật Pháp và có cái tâm thành để học Phật Pháp và mong mỏi để hành trì đó, thì chúng ta nên tự ý thức rằng những gì mà chúng ta gọi là đạo Phật ở trong đó là một cách gọi rất là chung, chung chung, rất là tổng quát. Và trong cái tổng quát đó, đó thì chúng ta phải chắc lọc, phải phân biệt, phải thấy được rõ là những gì ở trong tất cả những hình thái gọi là đạo Phật đó, thì cái gì là cái liên quan đến cái lời dạy nguyên nguyên của Đức Phật. Và do vậy, thưa quý vị, khi nói đến Phật Pháp đó, thì chúng ta dùng cái chữ gọi là Buddha-thama. Dạ, Buddha-thama. Tên của cái lớp Phật Pháp của chúng ta này gọi là lớp Phật Pháp Buddha-thama cũng bắt nguồn từ cái ý nghĩa này. Thama hay là Pháp đó, là một cái từ hiểu rất là rộng và hiểu rất là rộng ở trong cái văn học Phạn ngữ. Và Thama là một cái gì đó mà chúng ta nên hiểu rằng ngay trong kho tàng kinh điển của Phật giáo, chúng ta học từ Kinh Tạng sang Thắng Pháp Tạng, thì chữ gọi là Pháp hay là Thama cần được hiểu theo từ cái ngữ cảnh, từ cái bối cảnh mà Đức Phật sử dụng. Và khi mà chúng ta nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì cái Pháp đó nên hiểu là Buddha Thama. Pháp đó hiểu là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Thế Tôn, là những gì mà Đức Thế Tôn huấn thị cho tất cả chúng sinh khi mà Ngài còn tại thế và Ngài để lại đời sau này. Thật ra cái chữ Buddha Thama hay là Phật Pháp đó, là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta rất là cần, chúng ta rất là cần để hiểu điều này. Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta hiểu không hết đâu. Và đôi khi chúng ta hiểu không hết. Ví dụ như là bình thường đó, thưa quý vị, chúng ta bị cảm á, thì chúng ta tìm cái loại thuốc như là Tylenol, để uống. Thì người ta nói Tylenol uống là trị sốt, giảm đau. Và đối với phần đông người tiêu thụ đó, thì người ta chỉ biết Tylenol là trị sốt, giảm đau. Nhưng mà thật ra trong cái nói một cái chính xác đó, thì không phải là tất cả những gì thuộc về Tylenol đó nó giúp cho chúng ta được những cái đặc tính đó, mà chúng ta nói là những cái dược liệu và những cái chất liệu, những cái dược liệu ở trong cái thuốc gọi là Tylenol đó. Thì những cái dược liệu đó, nếu mà chúng ta là dược sĩ hay là những người nghiên cứu chuyên môn về y khoa đó, thì chúng ta sẽ nói lên những cái dược tính đó, và những dược tính nó nằm ở trong Tylenol. Nhưng mà không phải tất cả những gì ở trong thuốc Tylenol nó đều mang cái dược tính để giảm đau hay là trị liệu. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ mà chúng ta uống thuốc mà chỉ riêng một cái dược tính nào đó. Và thật ra ngay cả cái cây cỏ dược thảo mà chúng ta sử dụng đó, thì ở trong đó nó mang nhiều cái tánh dược khác nhau. Và những cái tánh dược này đó, thì khi mà chúng ta uống cho một thứ thì chúng ta uống luôn cả những thứ kia. Nên khi mà chúng ta là người Phật tử đi chùa, thì một trong những khái niệm đầu tiên mà chúng ta nên biết đó là cái hình thái chung chung của một ngôi chùa đó, ở trong đó nó không nhất thiết là hoàn toàn đều là Phật dạy, đều hoàn toàn Phật Pháp hết. Nhưng mà khi để đến với lời dạy của Đức Phật thì chúng ta phải mượn qua đó, cũng giống như là khi chúng ta bị đau, như đau răng hay là bị đau cái gì đó, chúng ta uống thuốc painkiller hay là Tylenol uống để giảm đau, thì ở trong đó nó có nhiều cái tánh dược, chứ không phải chỉ có tánh dược giảm đau mà thôi.
đây là một cái trường hợp mà rất là thường gặp, thường xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ra cái chữ chính xác mà chúng ta dùng đó là chữ bút tạch hạ mặt. Thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử nào sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp này lâu ngày thì có đôi khi quý vị cũng có thể mường tượng được. Nhưng mà nhân ngày hôm nay chúng ta đề cập đến chuyện này thì chúng ta cũng nên thấy được rằng tại vì chúng ta chọn cái tên Phật Pháp Gautama, mà ngày xưa chúng tôi khi lựa chọn có tình ý của siêu trưởng và hòa thượng Thầy Siêu thì các ngài đều đồng thuận á, thì điều này có nghĩa là trong cái việc học Phật Pháp ở tại đây chúng ta cố gắng để tìm về với cái lời dạy nguyên nguyên của Đức Phật. Điều này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận tất cả những thứ khác. Chúng tôi không nói là chúng ta chỉ học và chỉ hành trì cái gì liên quan đến lời dạy nguyên thủy của Đức Phật thôi. Mà thứ gì nó giống như khi chúng ta nói cái cây đó thì chúng ta biết nên biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nào là vỏ cây, cái nào là lõi cây, chứ không phải là chúng ta nói tôi chỉ biết lõi cây và tôi phủ nhận cái cây. Cái cây sẽ chúng ta sẽ không có được lõi cây nếu chúng ta không có cái vỏ cây, không có cái thân cây, không có hoa lá cành. Nhưng mà khi mà nói đến cái cốt tủy, cái tinh túy thì chúng ta nên biết cái gì là cái lõi cây, cái gì không phải là lõi cây. Đây là một cái điểm mà chúng tôi muốn muốn đề cập ở trong cái phần đầu khi mà nói về sự khác biệt giữa quý vị chơi. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Xin lỗi quý vị có nghe được không? Để quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Yeah. Đây là sự khác biệt giữa cái gọi là đạo Phật và Phật Pháp. Và khi mà có sự phân biệt này thì chúng ta đừng có cực đoan. Có nhiều người cực đoan nói rằng tôi chỉ muốn đạo Phật nguyên nguyên, tôi chỉ muốn hành theo lời dạy của Đức Phật mà tôi không muốn qua cái màu sắc của tôn giáo hay là thế này kia. Thật ra nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn sai, nhưng mà đó là cực đoan đó. Ngay cả khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì những gì mà người tự sống hành trì thì thứ gì một phần nào đó nó cũng liên quan đến cái văn hóa. Dạ, văn hóa. Chúng tôi lấy ví dụ như là Đức Phật cũng dạy chúng ta hành trì, những người cư sĩ hành trì Bát Quan Thế Giới, hay là những người cư sĩ đến chùa thì có những người cư sĩ gọi là cư sĩ áo trắng, gọi là bạch y cư sĩ. Nhưng mà cái mà gọi là bạch y cư sĩ hay là những cái nghề hành trì Bát Quan Thế Giới thì có một phần nó ảnh hưởng tới văn hóa mà Đức Phật ngài thừa nhận và ngài cho phép. Do vậy chúng ta nên có một thái độ tương đối là trung dung, không nên quá cực đoan về điểm này. Chúng ta rất là sợ là nó có cái trường hợp chúng ta gọi là bảo hoàng hơn vua đó. Bảo hoàng hơn vua là chúng ta quá cố chấp, mà có nhiều người đó thì không có chịu tìm về với cái lời dạy đích thực của Đức Phật. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Dạ, đó là một điều rất là đáng tiếc. Và cũng có những người khác đó, thì có một cái tinh thần cực đoan là muốn rằng cái gì cũng phải là nguyên thủy, mà cái gì không phải là nguyên thủy đó, thì mình gạt qua bên. Cái đó cũng là một cực đoan khác nữa, thưa quý vị. Về điểm này thì chúng ta phải có một thái độ trung dung. Yeah. Và chúng ta nên nhớ một điểm này là để tìm lại với những lời dạy đích thực của Đức Phật đó, thì chúng ta phải có đủ cái khả năng vượt qua rất là nhiều cái gọi là cái
lớp áo của thời gian, của văn hóa, của xã hội. Lấy một ví dụ là khoảng chừng 30 năm trước đây đó, có một lần chúng tôi có đề nghị với quý Phật tử là chúng ta nên bắt chước theo người Thái Lan, là trên bàn Phật thì có đèn và nhang, nhưng mà chúng ta chỉ thắp hai cái đèn và hai cái nhang và ba cái nhang là do vị chủ lễ thắp thôi. Vì Phật tử đến cứ xem như là tất cả chúng ta cùng nhau cúng nhang đèn Đức Phật, chứ đừng có mỗi người mỗi thắp và khói nó lên dày đặc, nó sẽ làm cho hại cho sức khỏe. Thì sau đó có một người Phật tử đứng lên bày tỏ cái ý kiến với chúng tôi, đó là nếu mình là người Phật tử mà đi chùa mà không thắp nhang cúng Phật thì mình đâu phải là Phật tử. Tại vì xưa nay ai cũng biết rằng đến chùa lại Phật phải thắp nhang, chứ biểu rằng bây giờ không thắp nhang thì người đó nói thấy gì sao sao á, không phải là Phật, không phải là Phật giáo. Thì thứ thì chúng tôi hiểu rằng nó không phải dễ dàng để thuyết phục, nhưng mà nếu chúng ta chiêm nghiệm cho lâu á thì chúng ta là Phật tử không nhất thiết phải thắp nhang. Đã. Và thắp nhang đó nó cũng là cái cúng dường, chúng tôi không nói sai, nhưng mà ở đó nó cũng mang cái màu sắc văn hóa. Dĩ nhiên là chúng ta có thói quen là đi đến những cái đền chùa miếu mạo hay thắp ba nén nhang để nói lên cái sự tôn kính, nói lên cái sự sự kính ngưỡng của chúng ta, nhưng mà đừng cho điều đó là một cái gì tuyệt đối. Tại vì chúng ta cho cái gì tuyệt đối đó là chúng ta nghĩ những thứ đó đó là thật sự là Phật giáo, Phật pháp, nhưng mà không phải. Vì nói một cách khác là cái vỏ cây không nhất thiết là cái lõi cây, có sự khác biệt lớn giữa vỏ cây, lõi cây và vỏ cây. Rồi khi mà chúng ta đã đi vào trong kinh điển mà gọi là kinh điển chứa được lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải vượt qua một số những cái ngộ nhận về nghĩa lý, về văn tự. Có lẽ là vị nào mà học Phật pháp trong lớp học này thì quý vị thấy rằng ngay cả một cái câu Phật ngôn được đọc lên thì chúng ta cũng phải có một cái cách hiểu được hướng dẫn và tìm thấy cái chú thích bởi chư vị giảng sư và bởi cái điều mà chúng ta gọi là những cái những lời giải thích ở trong sớ giải, chứ không có nhất thiết là mình nói là kinh điển này là dưới được lời dạy của Đức Phật, lời dạy quy thủy Đức Phật, rồi bảo rằng chúng ta biết như vậy là biết đích xác, thật ra không có đích xác đâu. Và ngoài cái, chúng ta đã đi tìm tới một cái lời dạy của Đức Phật mà ghi chép từng dòng từng chữ nguyên đi nữa, thì cũng cần có lời dạy để chúng ta hiểu rõ. Và rồi chúng ta cũng nên hiểu được một điều rằng ngay cả khi chúng ta biết đích xác ý nghĩa đó thì cũng chưa chắc là chúng ta lãnh hội một cách trọn vẹn. Thí dụ như câu nói mà Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, chúng ta nhớ rằng cái câu nói đó nó có nhiều cái trình độ nhận thức khác nhau. Có nhiều trình độ nhận thức là một sự đồng ý không có phản đối, đồng ý là thế nào là pháp hữu vi, thế nào là vô thường. Nhưng mà rồi có những cái hiểu nhận thức các pháp hữu vi và vô thường đủ mạnh để chúng ta bình tâm khi mà mình đối diện với sự mất mát, giống như là thiên tai bão lụt hay là một người thân chết đi, mà khi mà chúng ta nhớ câu mà tất cả pháp hữu vi là vô thường, chúng ta không có quá sầu khổ, không có quá than trời trách đất. Nó cũng là một cách hiểu. Nhưng mà rồi còn cách hiểu sâu hơn là cũng có những vị đệ tử Phật khi mà nhận ra tất cả pháp hữu vi là vô thường, cái gì có sanh do duyên thì ắt phải quả diệt đó, thì những vị đó đoạn tận được kiết sử, thành tựu chánh trí, chứng quả niết bàn. Thì quý vị, điều đó cho chúng ta thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta được tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật, được đọc vào những cái trang kinh, những dòng chữ ghi lại lời dạy của Đức Phật bằng phản ngữ đi nữa, và chúng ta xúc không phản ngữ đi nữa, thì cũng không chắc là chúng ta hiểu hết, hiểu rõ, mà gọi là liễu tri, liễu đạt được và đạt ngộ được cái ý nghĩa của chánh pháp. Thì như vậy là một cái người mà học Phật pháp, mà đúng nghĩa là Phật pháp, một người học Phật pháp trong cái tinh thần
mà tâm tư rất là cởi mở, không cố chấp, thì hiểu được cái tính cách tương đối và tánh cách tương đối. Và chúng ta đã vượt qua rất là nhiều, vượt qua cái lớp áo của thời gian, vượt qua cái sắc màu của tôn giáo, vượt qua những cái pha lẫn, dễ lầm lẫn của văn tự, để có thể nhận thức được lời dạy của Đức Phật. Và không phải chỉ nhận thức lời dạy Đức Phật bằng cái tri thức thông thường, mà đôi khi chúng ta không, ngoài trí năng và trí tư, chúng ta còn phải hiểu lời Đức Phật dạy bằng trí tu nữa. Nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về Pháp á, thì có một cái khía cạnh khác mà chúng ta nên hiểu đó. Phật Pháp không phải là một sản phẩm tư duy của Đức Phật. Không giống như một cái tập thơ đối với một thi sĩ. Không giống như một cái mẫu mã của một căn nhà đối với một kiến trúc sư. Những bài thơ đúng là những cái gì được trước tác bởi cái hồn thơ của vị thi sĩ. Một cái căn nhà với những nét đẹp nguy nga diễm lệ thì điều đó là một sáng tạo tuyệt vời của một kiến trúc sư. Nhưng mà Pháp của Phật không phải là một cái sản phẩm được tạo nên bởi Đức Phật. Chúng ta gọi là Phật, chúng ta gọi Ngài là Bậc Đại Giác, là bởi vì Ngài thấy được sự thật. Và ngoài cái việc thấy được sự thật, thì Ngài do cái sự tu tập từ vô lượng kiếp nên Ngài có những cái năng lực quán triệt và hiểu rõ về văn, về nghĩa, về cách trình bày giáo pháp. Do vậy, những gì gọi là Phật Pháp đó không phải là những gì được tạo nên bởi sự suy tư của Đức Phật, mà là những gì được Đức Phật truyền dạy khi mà Ngài thấy được. Chúng ta có hai cái thí dụ để nói về trường hợp này. Là ở trong kinh đó, có nói về một cái thí dụ, có một tòa lâu đài rất cổ xưa, rất đẹp, nằm sâu ở trong rừng, vì lý do gì đó mà không có ai biết, bị quên lãng đi. Cho đến một ngày nào đó, có một người được nghe là có một lâu đài và cố gắng đi tìm kiếm. Và cuối cùng người đó tìm kiếm, gặp được tòa lâu đài, vào trong thưởng ngoạn cái vẻ uy nga trắng lệ tòa lâu đài. Và người đó cũng biết được con đường dẫn đến tòa lâu đài và đi về dẫn người khác cùng đi. Thì tòa lâu đài đó tượng trưng cho chánh pháp, chân pháp hay là diệu pháp, và chúng ta cũng gọi là Phật Pháp. Thì cái chánh pháp, diệu pháp, Phật Pháp đó không phải là một cái tác phẩm bởi cái người đã tìm ra tòa lâu đài, hay là không phải là do vị đó suy diễn, mà đó là một cái sự thật hằng hữu, sự thật cố hữu, sự thật hiển nhiên. Và sự thật hiển nhiên đó, cho dù là có tìm được hay không thì nó vẫn tồn tại. Cũng như tòa lâu đài đó, có người đi tìm được hay không thì tòa lâu đài đó vẫn còn. Đức Phật Ngài có dạy rằng dù các đấng Như Lai có ra đời hay không, thì những cái định lý như vô thường, khổ não, vô ngã, nó vẫn hiện diện trên thế gian này. Chư Phật là vì những vị đã giác ngộ, tự mình giác ngộ mà chỉ rõ cho chúng sanh thấy được điều đó. Chúng ta cũng có một cái thí dụ thứ hai, đó là về Đạo Đế và Diệt Đế. Diệt Đế như là một hòn núi, Niết Bàn như là một hòn núi, và Đạo Đế là con đường dẫn đến hòn núi. Nhưng mà con đường dẫn đến hòn núi không phải là con đường tạo ra hòn núi. Con đường dẫn đến hòn núi đó là một con đường được khai quang, một con đường được dọn sạch, một con đường được chỉ dẫn. Nhưng mà hòn núi hoàn toàn là một cái thực hữu, mà thực hữu đó vốn là tự nhiên nó có, nó không có phải là vì có con đường thì không có con đường, mà hòn núi đó có hay không có. Dĩ nhiên là chúng ta nói rằng mình không biết thì nó không có, nhưng mà quả thật là chúng ta nên hiểu lịch sử nhân loại có nhiều trường hợp như là cái động thạch khắc Đại Túc, hay là Chandalora, hoặc là Angkor Wat. Đó là những công trình vĩ đại,
mà vì lý do gì đó chúng ta không hiểu, từ một cái nơi rất là nổi tiếng, nó đã chìm vào trong quên lãng, thậm chí người đời cũng không nhắc đến, sách sử cũng không nhắc đến, cho đến khi có một người nào đó tình cờ khám phá rằng, à, có một nơi như vậy, vĩ đại như vậy, một công trình mỹ thuật tinh tế như vậy, mà đã tồn tại trong quên lãng theo thời gian, thì chúng ta nên hiểu rằng Phật Pháp, hay gọi là chân Pháp, chánh Pháp, diệu Pháp đó, vốn dĩ là những gì, nó là những cái định lý tự nhiên, mà chư Phật với cái phương tiện thiện xảo, với sự khéo thuyết khéo giảng các ngài chỉ cho chúng ta biết những điều đó. Nhưng mà Phật Pháp không phải là một cái sản phẩm của tư duy. Hai điều này nó rất khác biệt với chúng ta nhìn những tác phẩm nghệ thuật, hay là những tác phẩm về văn học, thi ca, hoặc là những công trình kiến tạo trong đời sống hàng ngày. Thì cái này là cái mà chúng ta nên lưu ý khi mà chúng ta nói về Phật Pháp. Bây giờ thì quý vị Phật tử, chúng tôi muốn bước qua phần 2 của bài học này. Đó là chúng ta nói về pháp môn và tông phái. Một cái hiện tượng mà thường xảy ra ở trong cộng đồng Phật giáo, mà đôi khi chúng ta xét cho kỹ thì chúng ta rất là buồn cười, là khi mà chúng ta nói về con số để mà tự hào, để hãnh diện đó, thì chúng ta nói rằng đạo Phật có bao nhiêu triệu người theo đó. Ví dụ nói là 400 triệu, 500 triệu người theo đạo Phật, và chúng ta muốn là con số đó càng lớn thì càng tốt. Và khi có con muốn một số lớn này, thì chúng ta gom thu hết tất cả Phật giáo từ Nhật Bản, qua Mông Cổ, qua Tây Tạng, qua Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Khâu Biên, Lào, v.v. Nhưng một khi đó là chúng ta muốn lấy một số để hãnh diện, thì chúng ta muốn gom chung hết. Nhưng một khi muốn chứng tỏ mình là chánh pháp, chứng tỏ mình là cao siêu, thì chúng ta thường muốn loại ra hết và chỉ ca ngợi cái gì mình biết, cái gì mình hành trì, và chỉ đây là đúng, kia là sai. Thật ra thì quý vị, còn có nhiều người mang một cái quan niệm cực đoan, đó là chúng ta có cái nhìn rất là gay gắt và rất là khó chịu, và chúng ta phải dùng cái chữ khó chịu đối với những cái gì việc của các tông phái. Chúng ta muốn chỉ trích, thậm chí gọi đó là tà đạo, thậm chí chúng ta gọi đó là cái gì thấp hèn, cái gì xấu xa, thậm chí chúng ta dùng những cái nhìn rất là nặng nề đối với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì thường thường quên đi một cái điều rất là tự nhiên, và rất là tự nhiên trong cuộc sống. Điều tự nhiên đó chúng tôi muốn nói chính là một cái hiện tượng phổ quát, nó xảy ra trong tất cả các tôn giáo, tất cả sự tồn tại, từ văn hóa, xã hội, học thuyết, vân vân, là theo thời gian thì cái gì nó cũng phân hóa. Dạ. Chúng ta nói một cái ví dụ là những cái tôn giáo mà đặt nặng về vấn đề giáo quyền, giáo luật, như là Kitô giáo hay là Hồi giáo. Dạ. Chúng ta nói Hồi giáo là những cái tôn giáo mà luôn luôn người ta muốn sử dụng cái quyền lực, thậm chí đến nhà tù, đến cái chuyện giết chóc để mà bảo vệ đạo của họ. Nhưng mà có bảo vệ trước sự phân hóa được đâu. Chúng ta nghe rất là phổ thông là Hồi giáo thì có CIA, Hồi giáo có Sunni, và hai cái giáo phái chính của Hồi giáo Sunni CIA á, thì họ không đổi trời chung, họ giết với nhau, giống như là Iran với Iraq. Và một cái tôn giáo khác cũng đặt nặng về vấn đề giáo quyền một cách gần như gọi là tuyệt đối, đó là Kitô giáo. Thì quý vị thấy Kitô giáo thì nguyên thủy chia ra làm hai, đó là Kitô giáo chính thống và giáo hội chính thống của Đông Phương, mà chúng ta nói đến giáo hội của Nga, rồi giáo hội chính thống của Hy Lạp, rồi giáo hội Kitô giáo của La Mã, rồi từ giáo hội Kitô giáo La Mã sau này chia ra có Kitô giáo Catholic và Kitô giáo Baptist Protestant, tức là cải cách giáo, rồi nó cũng phân hóa theo thời gian. Chúng ta nói đó là những tôn giáo
mà dùng đến kỷ lì, kỷ luật sắc, dùng đến kể cả cái chuyện mà sát phạt, tàn hại lẫn nhau, nói về một giáo quyền tuyệt đối thì không tránh khỏi sự phân hóa. Thì huống chi là đạo Phật, từ cổ chí kim không có cái gì mà tồn tại theo thời gian mà nó không có cái sự không có cái sự phân hóa, không có những ngã rẽ hết. Vì vậy chúng ta là người Phật tử đó, thì thay vì nhìn vấn đề phân chia tông phái là một cái gì rất là khó chịu để bực dọc đó, thì chúng ta nên hiểu rằng cái sự tự nhiên đó là như vậy. Dạ, sự tự nhiên nó như vậy, và không nhất thiết là cái sự khác biệt đó nó là điều để chúng ta đặt thành vấn đề, điều chúng ta để chúng ta khó chịu. Thưa quý vị, đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Quý vị thấy ở ngoài đời đó, anh em trong nhà chưa chắc thương với nhau hơn là người dân, mặc dù người ta hay nói cái chân lý như muôn thuở ta nói là một giọt máu đào hơn ao nước tả. Nhưng mà chúng tôi sống ở trong chùa lâu thì chúng tôi cảm nhận điều này, thưa quý vị. Ngay cả bản thân của chúng tôi đó, thì có nhiều trường hợp là một vài cái vị linh mục bên Thiên Chúa giáo, hay là một vài vị mục sư bên Tinh Lành, hay là các vị chức sắc bên Hòa Hảo Cao Đài, chúng tôi cũng rất là thân thiết, và cái tình thân đó cũng giữ mấy chục năm. Nhưng mà rồi cũng có những anh em huynh đệ cùng một tông phái, hay là cùng đạo Phật, thậm chí cùng máu mủ nữa, nhưng mà rồi lại không bao giờ gọi lại tìm cách để tàn hại với nhau, không ưa nhau. Chuyện đó có chứ không có đâu. Nó là một chuyện rất dĩ nhiên. Thành ra đồng ý trong nói chung chung á, thì chúng ta hay lấy cái vấn đề khác biệt để làm một cái làn ranh. Sự khác biệt về sơn môn, về tông phái, về địa phương, vân vân. Nhưng mà rồi nếu chúng ta có đi, có sống, có trải lòng ra đó, thì ở đâu nó cũng có sự khác biệt. Chén ở trong sống càng gần thì nó càng đụng chạm với nhau nhiều. Mà những người khác tôn giáo không nhất thiết là những người thù nghịch. Kể cả khác tôn giáo, chúng tôi nhớ ở tại chùa Pháp Luân có những lúc mà gặp thiên tai, gặp khó khăn, thì có những ma sơ ở gần chùa đây cũng mang đến những cái thức ăn, thực phẩm. Và chúng tôi thấy như vậy là nếu mà chúng ta có được một cái thái độ thân thiện thì ai cũng thân thiện được. Nhưng mà nếu chúng ta mang một thái độ kỳ thị, mang một tinh thần nặng về kiến cố chấp hết, thì ở đâu đó có sự cố chấp hết. Là đó, trước nhất một điều rất là quan trọng là chúng ta nên hiểu sự phân hóa là một lẽ tự nhiên, là một điều tất nhiên không thể tránh, và không nên lấy sự phân hóa đó nó để trở thành một cái vấn đề mà khiến cho chúng ta phải nặng lòng, phải thù nghịch với nhau. Cái việc đó thật ra thì nó không có, nó đâu phải là tinh thần của người Phật tử đâu. Đừng bao giờ chúng ta nhân danh một đạo Phật, nhân danh cái gì đó mà chúng ta nhìn với nhau thái độ hằng học khó chịu. Và chúng tôi thấy có những người mà họ tu pháp môn này mà người khác không tu theo, thì họ trở nên cáu kỉnh, trở nên khó chịu, và thậm chí coi người kia như kẻ thù. Chúng tôi thấy ở đâu cũng có người này và người khác. Chúng ta, thưa quý vị, ở nền văn hóa nào cũng vậy, ở một cái tôn giáo nào cũng vậy, và ở pháp môn nào cũng vậy, có những người tốt và có người xấu. Bảo rằng một cái tông phái, cái nhãn hiệu của tông phái để cho chúng ta thấy rằng là những người đó hoàn toàn tốt, hoàn toàn sáng suốt, thì chúng tôi cũng không thấy. Và nói một cái tông phái hoàn toàn xấu cũng không thấy. Ví dụ bây giờ dĩ nhiên là Nga đánh Ukraine, mà chúng ta nói rằng tất cả những người Nga là những người xấu hết, thì chuyện đó chúng ta cũng nói quá đó. Mà chúng ta theo một số người lớn người Việt Nam thì bên Nga nói là ông Putin là vị lãnh đạo tối cao, và nước Nga là nước thương yêu dân tộc Việt Nam, nước Nga là cái gì cũng tốt, nước Nga là cái gì đúng đó. Thì cái đó cũng là cánh nói mà ngồi đủ cái nấm, cánh nói không phân biệt. Thì chúng tôi nghĩ rằng người Nga, người Trung Quốc, người Việt Nam, người Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, vân vân, thì xứ nào thì cũng có người tốt và người xấu. Và do vậy chúng ta nên cố gắng đừng để cái sự khác biệt tông phái nó trở thành một vấn đề, nhất là vấn đề nội tại của chúng ta. Vấn đề nó trở thành một vấn đề mà trở nên gây gắt hận thù, nó là một vấn đề rất là đáng tiếc. Tại vì trước nhất là
Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên có cái lòng từ mẫn đối với tất cả chúng sanh, dù là người thân hay người sơ hay là những người thù nghịch cũng vậy. Và ngay trung tâm của chúng ta nuôi dưỡng những cái ác niệm, những cái tỷ hiềm, những cái bực bội tự chúng ta tạo thành vấn đề. Và điều một điều mà chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng, trong tất cả những cái sự nghiên cứu của những người mà chúng tôi gọi là học giả mà có trình độ, thì mỗi người đều có một cái đồng thuận, có cái nhận thức chung là đạo Phật nguyên nghĩ đó, đạo Phật Đức Phật thời xưa đó, không bao giờ Ngài có cái trường hợp Ngài Ngài chia những đệ tử Ngài ra thành tông này phái kia, Ngài phân chia ra là phải có theo thừa này hay thừa khác, tức là cổ xe này cổ xe khác, cái chừng đó không có. Dạ, chúng tôi nói những học giả nghiêm túc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị tưởng tượng đi, quý vị làm cha mẹ trong nhà mà nếu thương con cháu mà con cháu đông, quý vị đâu có muốn tách ra chia đồng phe giống làm gì. Thành ra thật ra thì về điểm này chúng ta phải nói rằng trọn cả tam tạng kinh điển Pali đó, không có bất cứ một câu nào, không có bất cứ một lời nào được ghi lại mà ở trong đó có nói về các tông phái. Đó là điều mà những ai đã học, đã biết ở trong tạng tạng Pali. Đến nỗi mà thứ gì chúng tôi có những dịp mà chúng tôi tiếp xúc với chư tăng ở tại Thái Lan, ở tại Miến Điện, mà các vị gặp những nhà sư Bắc Tông, những nhà sư Nhật Bản mà các vị không nhận ra, các vị không biết mà. Tại vì những vị mà sống ở trong cái hệ Phật giáo Nam Tông ở trong tam tạng Pali, thì tam tạng Pali hoàn toàn không có nói gì về tông phái hết. Bởi vì về điểm này đó thì chúng tôi nói là chư tăng Nam Tông Việt Nam thì có cái lợi thế hơn là chư tăng Nam Tông ở các quốc gia như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, là bởi vì các quốc gia đó thì các vị đó không biết nhiều về Phật giáo Bắc Tông, không biết nhiều Phật giáo Mật Tông, và ngay cả đa số, chúng tôi nói đa số là những các ngài ở tại các quốc gia đó không biết gì về giáo lý của Phật giáo Bắc Tông hết. Thành ra khi nói các ngài rất là ngỡ ngàng. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi sang Thái Lan đó, thì những người Phật tử Trung Hoa họ có phổ biến một cái tác phẩm được viết của ngài Buddhadasa nói về những cái tương đồng giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, giữa Phật giáo với các tôn giáo khác. Thì thứ vì những người Phật tử Thái Lan họ đọc sách, họ cũng ngờ ngợ, họ không có hiểu và rất là khó khăn. Như chúng ta sống ở tại Việt Nam thì thường thường là chúng ta có một số những cái so sánh phân biệt giữa cách nói về Niết Bàn, cách nói về nghiệp, cách nói về Phật của Nam Tông thế này, Bắc Tông thế kia. Nhưng mà các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì hoàn toàn không biết có điều đó. Bởi vì sao? Tại vì tam tạng Pali không hề nhắc và không hề nói gì về cái sự phân chia tông phái. Thì thứ gì nói về phân chia tông phái đó thì ngoài tam tạng Pali ra thì hai cái hệ thống giáo điển lớn, một là của Phật giáo. Ở đây thì chúng tôi cũng phải nhắc quý vị là theo cái sự phân chia Phật giáo chủ lưu thì người ta chia là Đại Thừa và Nguyên Thủy. Nhưng mà ở trên thực tế thì cũng phải chia làm ba, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Kim Cang Thừa. Nói cách khác là Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Bởi vì Mật Tông như là Tây Tạng v.v. thì họ nói rằng giáo lý của họ có những cái khác với Phật giáo Đại Thừa. Mặc dù một phần nào đó thì cũng nhận là Đại Thừa, nhưng mà cái Kim Cang Thừa là ở mức độ cao hơn. Thì ở đây chúng tôi tạm gọi là ở trong Kim Cang Thừa hay Phật giáo Mật Tông á, thì các vị hay nhấn mạnh đến gọi là Năm Thừa. Dạ, Năm Thừa tức là năm cái bộ phái chính của Đạo Phật. Dạ, năm bộ phái chính của Đạo Phật. Ở trong đó có Nhân Thừa, có Thiên Thừa, rồi có Thinh Văn Thừa, Dương Giác Thừa và Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Thì Nhân Thừa là
những cái lời dạy của Đức Phật và những người mà theo đạo Phật mà chuyên theo cái pháp môn tu tập về cái đời sống hiện tại, như là bố thí trì giới, rồi lo bổn phận làm cha làm mẹ làm vợ làm con cho nó học đạo vân vân. Thiên thừa họ nói là cái con đường dẫn đến cõi trời như là bố thí trì giới, và Thinh Văn thừa là pháp tu để chứng quả giác ngộ giải thoát. Nói đến Đại thừa tức là nói đến một cái con đường tu tập mà Đại thừa cũng là Bồ Tát thừa, và đó là Bồ Tát thừa là con đường tu tập để độ chúng sanh, và Kim Cang thừa là cái đỉnh cao, là sự tu tập hợp nhất giữa đại bi và đại trí và dẫn đến sự giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại, không chờ đợi sau. Thì nói chung là nói về Đại thừa của Phật giáo Tây Tạng đó, thì được tách biệt hẳn hoi, nhưng mà theo Kim Cang Bali thì chúng ta không có sự tách biệt như vậy. Một người có thể là vừa bố thí trì giới làm phước, nhưng mà đồng thời cũng thể tu tập để giác ngộ giải thoát. Chúng ta không thấy có sự phân biệt như vậy. Và ở trong Phật giáo Đại thừa thì cái này cũng phải nói cho rõ đó, là không phải trong kinh điển nguyên thủy của Đại thừa, mà đây là một cái, nó bắt nguồn gốc từ một cái vị cao tăng của Phật giáo Trung Quốc, vì đó tên là Trí Khải Đại Sư. Trí Khải Đại Sư là vị tổ của Thiên Thai Tông. Tổ Thiên Thai Tông. Và cái vị tổ này đó đã nói lên cái thuyết gọi là ngũ thời thuyết giáo. Và ngày nay có nhiều người tưởng là ngũ thời thuyết giáo là cái gì có từ thời Đức Phật, nhưng mà thật sự là do Ngài Trí Khải Đại Sư lập ra. Thì trong ngũ thời thuyết giáo nói rằng Đức Phật Ngài thuyết pháp trong 49 năm và chia ra 5 thời kỳ. Nói 5 thời kỳ thì nhưng mà thật sự là các vị, cái thời kỳ đầu rất là ngắn, là từ gọi là từ Quan Nghiêm. Từ Quan Nghiêm tức là thời mà Đức Phật thành đạo xong ở dưới cội Bồ Đề, và Long Vương lên gặp Đức Phật thì Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm, gọi là thời Quan Nghiêm. Và sau này Quan Nghiêm là một kinh lớn của giáo Đại thừa đó. Rồi sau thời Quan Nghiêm mà Đức Phật Ngài đi chuyển pháp luân ở vườn Lộc Giả, Ngài dẫn về tứ đế trở đi đó, thì cái thời đó gọi là thời A Hàm. Thời A Hàm có biểu là thời tiểu thừa. Rồi sau thời kỳ A Hàm thì tới thời kỳ Phương Đẳng. Phương Đẳng là khi mà đa số chúng sinh đã hướng thiện rồi, thì Ngài bắt đầu giảng đến cái chỗ bình đẳng đến thời kỳ Phương Đẳng. Sau thời Phương Đẳng rồi giảng đến thời kỳ Bát Nhã. Bát Nhã tức là một cái trí tuệ Bát Nhã viên dung đối với tất cả, vượt qua tất cả, thời Bát Nhã. Và cuối cùng là cái thời Pháp Hoa. Thời Pháp Hoa. Thời Pháp Hoa là cái thời kỳ mà Đức Thế Tôn Ngài tìm cách dung hợp lại tạo thành nhất thừa. Tức là trước đó Đức Phật Ngài trước có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, nhưng mà sau này thì Ngài hợp lại thành nhất thừa, là thời Pháp Hoa, là thời cuối cùng. Thì thưa quý vị, thật ra thì chúng ta phải nói rằng cái ngũ thời thuyết giáo mặc dù có phổ thông để làm cái cơ sở của phân biệt tông phái trong Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại thừa, nhưng mà điều này ngũ thời thuyết giáo chúng ta phải nói thẳng rằng không phải bắt nguồn từ trong kinh Đại thừa tại Ấn Độ, mà do một vị cao tăng của Trung Hoa là Ngài Trí Khải Đại Sư, và Ngài là vị tổ sư rập ra Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông tức là một cái tông phái chuyên về thọ trì kinh Pháp Hoa, và được xem kinh Pháp Hoa là được Phật giảng trong giai đoạn cuối cùng để Ngài nhất thống lại tất cả vì việc của tôn giáo, các cái tông phái Phật giáo gọi là nhất thừa đó. Gọi nhất thừa. Thì chúng ta không có nhiều thời giờ để bàn ở tại đây. Thì những quan điểm về năm thừa cũng như ngũ thời thuyết giáo hoàn toàn không có trong kinh điển Bali. Kinh điển Bali không có một cái dấu vết hay không có một lời giải nào mà đề cập đến cái mà chúng ta gọi là tông phái hay là môn phái. Và chúng tôi cũng thưa quý vị là chúng ta nên phân biệt giữa cái tông phái và môn phái. Tông phái tức là những cái phái lớn chính như là Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông, hay là nói Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa. Và cái môn phái đó, nó là những cái ngã rẽ ở trong ngã rẽ ở trong một cái tông phái.
ví dụ môn phái ví dụ như là Phật giáo Đại thừa thì có Tịnh Độ Tông, có Pháp Hoa Tông, rồi có Chân Ngôn Tông vân vân, thì trong một cái tông như vậy đó thì nó lại có những cái một cái nhóm riêng và một môn phái nhóm riêng, nhưng già nó có cái giảng riêng, nó tách tách biệt. Chúng tôi nói rằng cái sự phân hóa nó vốn là dĩ là điều tự nhiên, nhưng mà đúng ra cái chữ tông á nó lớn hơn chữ phái, và khi mình nói phái đó thì chúng ta nói đến môn phái, rồi từ môn phái chúng ta có sơn môn. Cái sơn môn là cái nhỏ nhất, sơn môn mang tới cách là nó có một cái dòng tu, và dòng tu mà nó đặt nặng từ sự truyền thừa của thầy tổ để lại. Chúng ta ví dụ như là bên tông ở Việt Nam thì có cái ảnh hưởng lớn Phật giáo Huế. Phật giáo Huế là Phật giáo bắt nguồn từ Phật giáo Minh Hương, tức là những vị hòa thượng, những vị cao tăng người Trung Hoa mà đời nhà Minh mà không có chấp nhận thống với nhà Thanh đó, đã đi sang Việt Nam ở tại Phú Yên, Bình Định, rồi từ đó truyền lại cho Huế. Thật ra chúng ta nghe những vị như là Ngài Liễu Quán, Ngài Hương Hải, Ngài Nguyên Thiều v.v. thì bây giờ chúng ta nói đến dòng Lâm Tế, rồi chúng ta nói đến tổ Liễu Quán, tổ Nguyên Thiều, tổ Hương Hải, rồi trong một cái phái như vậy đó lại còn có những cái mà chúng ta gọi là sơn môn, là chùa này chùa kia, thầy bị hòa thượng này bị phong kia, như là chúng ta nói đến cái dòng Đức Thánh chẳng hạn, thì theo thời gian nó hay có sự phân chia như vậy. Nó là như vậy đó, nó là như vậy. Và bây giờ chúng ta nói đến một điểm khác, bên cạnh cái gọi là tông phái thì còn có pháp môn. Thật ra pháp môn á, nó là một cái gì thì có cách rất là chuyên hơn, sâu lắng hơn. Ví dụ như là pháp môn niệm Phật, mà nói là pháp môn là bên Tịnh Độ Tông có pháp môn niệm Phật, tức là niệm Lục Tự Di Đà để cầu bản thân chẳng hạn. Thì thưa quý vị, cái pháp môn á, được xem như là một cái phương thức chuyên biệt để hành trì. Có nhiều người tu theo pháp môn này pháp môn kia, thì kiếm về văn miện pháp môn đó thì chữ pháp môn nó không có trong Phật giáo Pali, mà trong Phật giáo ở trong kinh điển Pali thì có cái chữ gọi là tham mắc khanh thá, là pháp quẩn. Pháp quẩn là một sự phân chia về văn tự, tức một bài kinh có bao nhiêu pháp quẩn, bao nhiêu tham mắc khanh thá. Nói về lượng, nói về cái đoạn văn hơn là một cái phương thức hành trì. Và quý vị nhớ rằng ở trong kinh tạng Pali thì không có nói đến cái mà chúng ta gọi là pháp môn, như là niệm Phật là một pháp môn, hay là tu viên một xứ là pháp môn vân vân. Và thứ nữa đó là trong tâm tạng Pali á, trong cái hay nói chung trong Phật giáo Nam Tông đó, thì không có một cái phương thức thực hành, mà phương thức thực hành đó được xem như là nổi trội cho một người, mà một người có thể áp dụng vào nhiều phương thức. Và ví dụ như nói về phương thức thực hành thì chúng ta nói về tu tập chánh niệm theo tứ niệm xứ cũng là một pháp môn, hay là niệm Phật cũng là một pháp môn, hoặc giả là niệm tâm từ cũng là pháp môn. Nhưng mà khi chúng ta đi hành thiền thì tất cả những vị thiền sư mà chúng tôi biết á, thì các vị đều dạy chúng ta nhiều cái cách hành trì. Ví dụ như là ngoài cái chuyện mà mình ngồi thiền thì cũng giúp mình tụng kinh niệm Phật, ngoài cái ngồi thiền thì chúng ta cũng niệm tâm tư, ngoài cái ngồi thiền thì có những lúc được dạy là quán bất tịnh, quán về thể thực. Thì nó giống như là khi mình bị bệnh mình sử dụng nhiều thuốc khác nhau chứ không phải một thuốc, khi mình ăn cũng nhiều loại khác nhau chứ, mặc dù mình nói rằng mình ăn theo thức ăn Việt Nam hay là thức ăn Thái, thức ăn Nhật Bản, nhưng mà nói chung chung thì cũng có rau củ quả, rồi cũng có những cái ngũ cốc vân vân, chứ không phải là chỉ có một thứ mà thôi. Thành ra cái khái niệm về pháp môn đó, nó cũng không có trong tâm tạng Pali. Pháp môn mà theo hiểu từ kiểu người Việt Nam tức là có một phương pháp chuyên biệt, và chỉ có phương pháp đó thôi, nó tạo thành một cái trường phái, một hệ phái không có. Mà những pháp môn đó, nó được áp dụng tùy theo cá nhân, tùy theo giai đoạn, tùy theo cái cơ địa, cái căn tính, cái tập tính của mỗi cá nhân, và dĩ nhiên nó đến từ cái vị thầy dạy.
Ví dụ như là Ngài Thanh Cha, Ngài là một vị mà rất là thiện xảo trong cách dạy về pháp quán niệm xứ, đặc biệt là quán tứ đế. Hay là Ngài Tăng Bô Lu, vị thầy tế độ chúng tôi Ngài Miến Điện đó, thì Ngài rất là thiện xảo về cách dạy về quán thể trực. Thì do Ngài thiện xảo về điều đó, thành ra mình học với Ngài điều đó, chứ không có nghĩa là Ngài Thanh Cha, Ngài Tăng Bô Lu, Ngài chuyên nghiệp pháp quán niệm xứ, pháp môn niệm thể trực, không phải. Về những cái chữ này chúng ta nên nhớ rằng sự phân chia của tông phái, của môn phái, của pháp môn ở trong Phật giáo Nam Tông và trong kinh điển Pali thì nó không có cơ sở. Chúng ta học Phật pháp thì chúng ta nên biết như vậy. Khi vào đầu rồi, chúng tôi mong rằng quý Phật tử nên hiểu rõ về điểm này. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói qua phần thứ ba của bài học ngày hôm nay. Trong phần thứ ba này là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái yếu tố gọi là thiết thực hay là thực tiễn ở trong Phật pháp. Chúng ta là người học Phật pháp đó, thì không phải là nên biết mà phải biết về điểm này, là Đức Phật không có một mục đích là giảng giải về tất cả những cái thắc mắc, những nghi vấn của thế gian này, mà Ngài chỉ hướng dẫn những gì mà Ngài thấy rằng có lợi cho chúng sanh. Chúng ta nghe một câu chuyện cổ điển, một câu chuyện mà nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng mà nhiều người không để ý. Đó là câu chuyện Đức Phật nắm lên một cái trong tay một số lá sim sapa. Sim sapa là cái cây mà chúng ta gọi là gỗ cắt, ở ngoài Bắc gọi là gỗ xưa đó, và thợ mộc thì thường thường gọi là cây cẩm lai. Ở trong ngày có một lần Ngài đến trong cái rừng sim sapa, rừng cẩm lai đó, thì Ngài đã nắm được một số lá trong tay. Rồi Ngài hỏi chư tỳ kheo rằng: là chư tỳ kheo, cái lá trong tay của Như Lai và lá trong rừng cái nào nhiều hơn? Thì chư tỳ kheo nó bằng Đức Thế Tôn: lá trong rừng nhiều hơn, lá trong tay của Đức Thế Tôn rất ít. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy. Nhưng mà gì mà Như Lai đắc ngộ, Như Lai hiểu biết đó, thì như lá cây trong rừng. Và những gì mà Như Lai truyền dạy như lá cây trong tay, bởi vì sao? Bởi vì Như Lai chỉ dạy những gì mà có liên hệ đến cái mục đích giác ngộ, giải thoát. Chúng ta học Phật pháp không thể không biết về điểm này. Chúng ta không thể không biết về điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì điển học là mênh mông, đừng nói chi là sự giác ngộ của Đức Phật. Riêng về sự hiểu biết hữu hạn của con người là thiên kinh vạn điển, mênh mông lắm. Cuộc sống của chúng ta thì nhiều lắm, 100 năm. Và quý vị thấy rồi, ngay cả khi mà chúng ta cố gắng xây dựng một kiến thức tổng quát, nhưng mà để đi vào cuộc đời, để mà lập thân, thì chúng ta bắt buộc phải có một cái tập chúng, là mình học một cái ngành nào đó, cái môn nào đó. Ở bên Mỹ, quý vị, chúng tôi không biết ở Việt Nam ra sao, nhưng mà bên Mỹ thì khi mà chúng ta vào đại học thì người ta có một cái yêu cầu về kiến thức tổng quát, tức là General Education Requirement, là kiến thức tổng quát rồi. Nhưng mà rồi một sinh viên mà không thể học trong đại học mà học về tổng quát, mà cái tất cả sinh viên đó đều cần có một cái lựa chọn về một cái ngành, một chúng ta gọi là một cái major, một cái bộ môn major mà mình theo đuổi. Ví dụ như là về toán học, về hóa học, về y học, vân vân. Và các trường đại học ở Mỹ đó, thì họ luôn luôn có những counselor, tức là những người tư vấn. Những người này là các sinh viên được cái quyền để gặp những người tư vấn này, để cái số điểm của mình trình bày về cái ý thích, cái khuynh hướng của mình, và dựa lên trên một số những điều kiện đó, thì những cái counselor đó họ sẽ chỉ cho mình biết là mình nên chọn môn nào. Họ có những đề nghị, và những hướng dẫn này là những hướng dẫn rất là quan trọng. Thì điều đó cho chúng ta thấy là gì? Là chúng ta không thể ôm hết cả cái biển học vào trong lòng được. Chúng ta không thể học hết, mà thay vào đó, quý vị, chúng ta bắt buộc là phải có một cái định hướng, và cái
định hướng mà Đức Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta, đó là định hướng giác ngộ, giải thoát, chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chứ Đức Phật Ngài không có bao giờ có ý thành lập một cái giáo pháp, mặc dù so với tất cả các tôn giáo, so với tất cả các tôn giáo, chúng tôi dùng chỉ tất cả cái gạch dưới đó, thì cái giáo điển của Phật giáo đó là giáo điển rộng nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất, đồ sộ nhất. Tam tạng kinh điển thì mênh mông lắm, về lượng cũng như phẩm. Nhưng mà không có nghĩa là Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta cả đời ngục lặng trong cái biển học mênh mông đó, không phải. Mà Ngài khuyên chúng ta nên có một mục đích rõ ràng, và cái mục đích đó nó mang cái tính thiết thực. Dạ, mang cái tính thiết thực. Một cái ví dụ cổ điển mà chúng ta nghe về điểm này đó là một vị tỳ kheo tên là Maluin Chất Cát. Maluin Chất Cát vị này có những cái thắc mắc, ví dụ như là thế giới này là thường hằng hay không thường hằng, thế giới là hữu biên hay vô biên, vân vân. Thì vị này đem những thắc mắc này đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài không trả lời. Và vị này có nói trước là nếu Thế Tôn không trả lời thì Ngài hoàn toàn thì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài chưa bao giờ dạy cái đệ tử vào xuất gia mà để Ngài giảng những điều đó hết. Dạ, tại đó phải là mục đích của đời sống xuất gia, đời sống phản ảnh. Và Ngài đưa ra một cái ví dụ là một người bị thương. Dạ, khi một người bị bắn một mũi tên, bị thương tức là nếu không có chữa trị sớm, không rút mũi tên ra, không chữa trị thì người đó có thể chết. Ở đó nó mang cái tính chất cấp thiết và có nhu cầu thực tế là phải chữa. Thì đừng ngồi đó để mà thắc mắc mà băn khoăn là ai đã bắn tôi, thì cái người bắn, lý do nào bắn tôi, người đó là thuộc giai cấp nào, người bắn đó là đến từ đâu, vân vân. Những thắc mắc đó mà được trả lời thì người này sẽ chết trước khi mà mũi tên được nhổ ra và vết thương được chữa trị. Nói một cách khác thì quý vị, điều này đặc biệt là nhấn mạnh một cái yếu tố mà Đức Phật Ngài đã từng dạy rằng xưa và nay, như là dạy về sự khổ và vì nhiều khổ, tức là Ngài muốn dạy cho chúng ta hiểu biết về cái bản chất đau khổ của thế gian và con đường thoát khổ. Đơn giản như vậy, giản dị như vậy, rõ ràng như vậy. Chúng ta không thấy được cái tính cách thực tiễn này thì chúng ta sẽ dễ dàng đi sai lạc. Và người Phật tử luôn luôn phải có một cái định hướng ở trong cuộc sống của mình là Đức Phật dạy Phật Pháp để làm gì. Chúng ta nên nhớ, luôn luôn nhớ và luôn luôn nhắc ở trong lòng về cái nấm lá cây Simsaba ở trong tay. Nấm lá cây Simsaba đó là một cái biểu tượng, và một cái biểu tượng mà ở đó nhắc rằng, ở đó nhắc cho chúng ta biết rằng là Phật Pháp được Đức Phật giảng dạy với cái mục đích là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, dẫn chúng ta đến chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ không phải Phật Pháp được giảng giải để chúng ta làm giàu có kiến thức, để chúng ta tranh luận hơn thua với ai, để chúng ta tự chứng minh rằng mình là một học giả, tự chứng minh là mình là một người quyên tâm về Phật Pháp. Mấy cái chuyện đó là chuyện rất là trẻ con, nó không có giá trị ở Phật Pháp đâu. Phật Pháp chỉ thực sự có giá trị khi mà chúng ta nhìn được cái mục đích thiết thực và đem điều đó vào trong cái đời sống hàng ngày, đời sống hành trì của chúng ta. Nên Phật Pháp có một cái mục đích, và mục đích rất là rõ ràng. Thì thôi, thì khi mà nói về mục đích của giáo Pháp đó, thì chúng ta nhớ lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu Phật ngôn là chư ác mà các chúng thiện phụng hành tự định thì thì ý thì chư Phật giáo đó không làm tất cả điều ác, thành tựu các hạnh lành và thanh tịnh tâm ý là lời dạy của chư Phật. Thì nói cách khác là Phật Pháp dạy chúng ta làm cách nào để giảm thiểu và diệt trừ đi những cái ác hạnh, khổ ác hạnh, ý ác hạnh, thân ác, khổ ác và ý ác. Tại vì những thứ nó mang lại đau khổ, nó giống như trong đời sống hàng ngày, một ở trong những mục đích là chúng ta làm sống cho nó sạch, cho nó khỏi bệnh. Và sạch sẽ là gì? Là để chúng ta tránh cái bệnh. Và sau cái chuyện mà tránh điều ác đó, thì Đức Phật dạy chúng ta làm những cái hạnh lành. Và những hạnh lành này nó có nhiều giá trị.
mang lại an lạc cho mình, mang lại an lạc cho người chung quanh, mang lại an lạc cho xã hội, mang lại an lạc cho đời này, mang lại an lạc cho đời sau. Dạ, cái đó chúng ta gọi là nhiều lành, tức là những gì mang lại cái lợi ích, nhất là lợi ích từ tinh thần. Và thanh tịnh hóa tâm ý. Dạ, thanh tịnh hóa tâm ý ở đây có nghĩa là lời dạy của Đức Phật là nhắm vào việc làm thế nào mà chúng ta có một thái độ chính xác, một thái độ thích hợp đối với phiền não, làm cho tâm bớt phiền não. Tâm thanh tịnh tức là tâm bớt phiền não. Tâm thanh tịnh là tâm bớt trói buộc. Tâm thanh tịnh là tâm hiền thiện. Và cái sự thanh tịnh mà đến ở mức độ đoạn tận phiền não đó, thì giúp cho chúng ta thành tựu chánh trí. Và thành tựu chánh trí, cái sự ở đây chúng ta nói là giác ngộ và giải thoát, nó là một cặp đi chung với nhau. Giác ngộ là thấy rõ sự thật bằng chánh trí, và giải thoát là cắt đứt được phiền não. Thật ra cái gì gọi là giác ngộ giải thoát đó là một cái cụm từ nói cái tiêu chí của người tu tập, thì điều đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Và như hồi nãy Hòa Thượng Tỳ Sư cũng có đề cập đến trong phần dẫn nhập đó, thì dĩ nhiên là một cái mục đích tối hậu của đạo Phật gọi là cứu cánh đó, thì là cứu cánh là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà không phải Đức Phật dạy điều gì cũng nói đến giác ngộ giải thoát không, mà Ngài dạy cho chúng ta những cái an lạc trong đời sống hàng ngày. Ví dụ nói về tứ nhiếp pháp, Ngài dạy chúng ta về con đường sanh về các cõi an lạc, như sự an lạc trong cảnh người trời. Ví dụ như dạy về những cái chuyện phước, những cái phước hạnh mà chúng ta làm. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta về cái hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát, như là Ngài dạy về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, tất cả quy bát chánh đạo, vân vân. Chúng ta không nên có cái quan điểm rằng nói đến Phật pháp thì là hoàn toàn chỉ đến giải thoát. Và ngày hôm nay đôi khi chúng ta cũng rất là tiếc là có một số vị đi tu thiền cảm thấy rất hăng hái, đi về thì các vị chỉ nói rằng phải tu tứ niệm xứ là mới đúng lời Phật dạy, còn những cái khác mà những vị không tu thiền là sai. Thật ra thì không nên nói như vậy. Và cái việc mà tu tập hành trì của chúng ta nó có nhiều cái thứ bậc khác nhau, cũng như trong đời sống có khi chúng ta sống trong cái lẽ sống tinh thần như là suy tư, như là triết lý, như là nói về chi ca, về tôn giáo. Những lúc chúng ta cần ăn, cần uống, cần ăn cơm, uống nước, chứ không phải là mình chỉ có suy tư mà thôi. Vì vậy trong cái thế giới này, khi mà mình còn luân hồi sanh tử đó, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta điều gì? Ngài cũng dạy chúng ta về những cái về những tu tập, những tu tập, những cái hành trì và những cái sự tạo tác thiện nghiệp. Tạo tác thiện nghiệp có cái lợi lạc gần xa, ở trước mắt và tương lai, ở kiếp này và kiếp sau. Nếu mà chúng ta gạt bỏ hết mà chúng ta chỉ nói rằng đạo Phật chỉ nói về làm sao mình giác ngộ ngay trong hiện tại, và chỉ có giác ngộ thôi, ngoài ra điều khác điều là không đúng hết, như là bố thí thì giới sanh người cõi trời đều là sai lạc hết, thì chúng ta không nên nói như vậy. Là bởi vì thật ra cuộc sống rất là đa dạng, chúng ta có rất nhiều nhu cầu, và trong cái hành trình này đó thì thứ gì chúng ta nên nhận ra được rằng có rất là nhiều những cái có rất nhiều những cái những cái nhu cầu lợi lạc khác nhau, chứ không phải chỉ có một. Là chúng ta nên có cái nhìn thật rộng, thật thoáng cho điều này. Và thưa quý vị, sau cùng thì chúng ta nên nói về điểm này, một điểm mà xuyên suốt qua cái giáo trình của lớp Phật pháp cơ bản, hay là ngay cả quý Phật tử nào có học ở trong các cái môn khác như là kinh Pháp Cú, hoặc giả là tương ứng bộ, hay là trong Thắng Pháp, thì chúng ta rất là dễ dàng để thấy được Đức Phật Ngài rất chú trọng về cái sự tu tập bản thân
và tu tập nội tâm. Tu tập bản thân là gì? Tu tập bản thân có nghĩa là sự chuyển hóa chính mình của mỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta nói đạo Phật là hay, cái pháp môn tu hành là hay, thì cái hay đó đó trước nhất là phải có cái công năng để thay đổi con người chúng ta. Nếu chúng ta sống trong Phật pháp lâu mà cái hận thù của chúng ta cũng nặng, rồi những cái cố chấp, những cái kỳ thị chúng ta còn nặng, và những cái tham lam vô độ chúng ta còn nặng, thì chúng ta phải tự đặt cái câu hỏi tại sao mình nói Phật pháp hay mà mình vẫn còn không có chuyển hóa được chính mình, mà không thay đổi được. Thì chúng ta nên tự đặt thành vấn đề, khi mà mình nói rằng một cái đạo của mình hay, cái pháp môn mình của mình hay, những gì mình học là hay đó, thì cái hay đó phải có một cái bằng chứng cụ thể, và cái bằng chứng đó phải là thay đổi bản thân. Rất là nhiều khi chúng ta hay đề cao đạo Phật mà chúng ta hoàn toàn không thấy được rằng những cái gì chúng ta đề cao nó chỉ tính cách là mình ở trong kinh Đức Phật nữa là đếm bò trong người, là chúng ta chỉ là người chăn trâu đếm bò cho người khác, mà trong lúc bản thân của chúng ta thì chúng ta chưa quá gì hết. Quý vị thấy rằng những em mà chăn trâu chăn bò ở miền quê đó, có thể chăn cả hàng chục, có khi hàng trăm con trâu con bò, nhưng mà chăn bò dùng cho người khác. Chúng ta tu không phải như vậy. Dạ, nếu Phật pháp mà có giá trị thì làm sao cho cõi lòng của chúng ta rộng hơn, trong lượng chúng ta khoáng hơn, và đời sống của chúng ta ít phiền não hơn. Còn nếu mà chúng ta nói đạo Phật của mình hay, cái gì mình tu mình hay, nhưng mà cái tâm mình nó không rộng không thoáng, thì thứ chúng ta có vấn đề đó. Dạ. Trong cái việc tu tập của Phật pháp đó, thì cái việc đầu tiên là phải thay đổi bản thân. Đến thay đổi bản thân đó thì là sự thay đổi nội tâm. Dạ. Thay đổi nội tâm, đây là một cái trọng điểm, một điểm rất chính. Bởi vì trong Phật pháp đó, học rất nhiều về đời sống nội tại. Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay đó thì người ta rất là trọng về hình thức ở bên ngoài. Ở khắp cả thế giới bây giờ thứ tiện, người ta hay chú trọng về những cái hình thức ở bên ngoài lắm. Ở tại Thái Lan có cái phong trào, một cái phong trào này ảnh hưởng rất lớn, đó là phong trào Dhammakaya, và có một số Phật tử Việt Nam là cũng đi theo và cũng sùng bái Dhammakaya lắm. Tại vì cái nhóm Dhammakaya này đó phát tích xuất từ chùa Bạc Đám ra, và họ hành trì theo một cái pháp tu, nhưng mà nó thẳng ra là họ hay thích làm những cái hình thức bên ngoài lắm. Ví dụ họ xây một cái tháp thật lớn, một cái hội trường thật vĩ đại, rồi họ cắm những cái cột, tạo nên những cái lều mà khi mình chụp hình vào mình thấy tất cả hàng mấy chục ngàn người cùng ngồi thiền, mấy chục ngàn người cùng ngồi ban đêm với những ánh đuốc trước mặt, rồi có những cái lều trước mặt, nó tạo những hình ảnh rất là đẹp. Thì chúng tôi thưa rằng điều đó nó chỉ là nặng phần trình diễn thôi, nhưng cái phần trình diễn đó đó nó khiến cho người ta cảm thấy rất là hấp dẫn, cảm thấy rất là đẹp. Nhưng các vị đâu có biết là để có được một cái buổi ngồi thiền mà mấy chục ngàn người mà ngồi một cách ngay ngắn, một cách đẹp đẹp để chụp hình như vậy đó, thì thật ra người ta phải bỏ tiêu biết nhiều giờ cho hình thức, và cái thực chất của nội tại thì không có nhiều. Không ai cho chúng ta đó là chúng ta quên đi một điều rất là căn bản của sự tu tập, đó là sự tu tập nội tại. Bởi vì có một vị sư rất là nổi tiếng là sư Pô Đí, người Mỹ, mà chúng tôi thường nhắc, và chúng tôi thường dùng rất nhiều tư liệu của vị này về thắng pháp để viết bài đó. Thì vị sư này nói rằng căn bản thì Phật giáo là một cái cộng đồng tương đối yên lặng, không có phô trương về hình thức. Mà quả thật đó, là nếu chúng ta quên đi một yếu tố rất là quan trọng là mình tu tập á, nói đến tu tập là phải đến tu tập nội tâm. Còn cái gì mà nó nặng phần trình diễn, nặng phần hình thức ở bên ngoài thì chúng ta phải coi chừng. Không ai là đa phần chúng ta rất chuộng về hình thức, rất chuộng cái bên ngoài. Những cái bên ngoài mà cái gì mà thuộc quảng cáo ồ ạt, cái gì mà nó có tính cách là làm cho linh đình đó, thì sớm muộn gì thì thưa quý vị nó cũng sẽ gặp vấn đề thôi. Tại vì sao vậy? Cái hình thức là cái gì người ta rất là dễ chán, nó có thể tạo ra một thời, nó giống như là thời trang vậy, một thời nào đó rồi nó chìm vào trong quên lãng. Nhưng mà
cái sự tồn tại của nhiều thế kỷ của đạo Phật chính là cái tinh túy, cái tinh hoa của sự tu tập nội tâm. Cái tinh hoa đó có đôi khi được gìn giữ ở trong những khu rừng, ở trong những hang đá và ở trong sự rất là thầm lặng. Rồi người ta có thể một lúc nào đó thì họ lại đem ra để họ phô diễn cái đó ra bên ngoài một cách quá đáng. Nhưng mà rồi cuối cùng đi nữa, chúng ta đọc kỹ đi, đọc kỹ lời dạy của Đức Phật trong từng tôn, như là từ trong Kinh Pháp Cú, hay là ở trong từ, dù là Đường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Di, Tiểu Bộ, dù là trong Kinh Tạng, Lục Tạng, Thất Pháp Tạng, v.v. thì tất cả đều có một cái nhấn mạnh trọng tâm, đó là chuyển hóa tâm ý của mình. Dạ, là sao để tu tập? Mình tu đến đâu đi nữa, mới làm cái gì đi nữa, mà cái tâm của mình đó, và nó không là chủ thôi. Dạ, ví dụ mình càng tu, mình càng ganh tị, càng tu mình càng hận thù, càng tu càng cố chấp, càng tu càng phiền não, thì lúc đó chúng ta phải đặt lại vấn đề. Tại vì sao? Tại vì cái trọng tâm của Phật giáo là gì? Trọng tâm Phật Pháp đó là chuyển hóa bản thân, chuyển hóa nội tại. Dạ, mình nói cái đạo mình hay đến đâu, pháp môn mình tu hay đến đâu, mình giỏi đến đâu, mà mình càng tu càng phiền não thì mình nên đặt lại vấn đề. Sao lạ vậy? Thì giống như là mình uống lộn thuốc rồi. Dạ, là mình phải đặt lại vấn đề. Thì thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng tôi muốn đề cập trong bài học ngày hôm nay, tổng quan về Phật Pháp. Và chúng tôi mong rằng những điểm này là những điểm nhấn để chúng ta có một cái định hướng rõ khi chúng ta đi vào học Phật Pháp. Những cái phần tiếp theo thì thưa quý vị, chúng ta sau khi có cái định hướng rồi thì những gì mà mình học, những gì mình đề cập đến, nó sẽ tương thích với những gì mà chúng ta nói trong định hướng này. Không có những định hướng rõ ràng thì chúng tôi sợ rất là nguy hiểm. Mình cứ nói lan man hết điểm này đến điểm kia, và chúng ta không có được một cái hành trình mới là rõ. Có một điểm rất tiếc như vậy là Đức Phật thì ngài rất rõ ràng, chúng ta thì lại không có rõ ràng. Chúng ta phải nói thẳng như vậy, chúng ta không có rõ ràng, không có. Chúng ta lôi thôi lắm. Dạ, mình học Phật Pháp, mình nói mình là Phật tử, nhưng mà rồi chúng ta lan man hết điểm này với điểm khác. Nên chi rất là cần để chúng ta có một số cái khái niệm căn bản. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học ngày hôm nay ở tại đây. Bạch Hòa Thượng Thầy Sư, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Thầy Sư thỉnh Hòa Thượng để có một vài lời cho cái buổi học ngày hôm nay, rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Xin hỏi là Hòa Thượng Thầy Sư có ở trong máy không? Dạ, kính cung kính Hòa Thượng. Dạ. Anh đã một thai nha. Kính bạch trời công đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta được nghe Hòa Thượng Giác Đẳng giảng nói về những phần tổng quan của Phật Pháp. Ở trong đó có cái phần thứ ba, tức là cái phần cái điều mà nói về lợi ích thiết thực. Thì ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều trước khi Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại với những câu thảo luận của Thầy Chư Tăng. Khi dạy đến thưa quý vị, khi chúng ta nghe nói đến một vài vị thiền sư mà nói rằng là tu theo Phật Pháp là phải tu thiền tứ niệm xứ để được giải thoát trong hiện tại, cái đó mới đúng. Còn những cái pháp khác nó không đúng lời Phật dạy,
Thật ra đó thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái câu đối đó chắc có lẽ là của những hành giả nhất là hành giả Việt Nam, khi họ qua họ nghe các vị thị sư nói chuyện họ không có hiểu được, rồi khi về thì họ đi tuyên truyền cái đó. Thế chúng tôi nghĩ rằng các vị thị sư và những vị giỏi giỏi thông suốt kinh điển thì các vị sẽ không bao giờ nói cái điều đó, bởi vì các vị đó phải thừa hiểu rằng chúng sinh khi mà đi đến với Phật pháp họ đa dạng, bởi vì không phải ai cũng có đủ căn duyên để chứng ngộ đạo quả ngay trong những hiện tại. Nếu mà chúng ta nói rằng là đi vào trong Phật pháp mà chúng tôi phải tu tập thiền tứ niệm xứ để được giải thoát ngay trong hiện tại, đó mới là lời Phật dạy, thì chúng ta nói như vậy vô tình là chúng ta cũng chia trách Đức Phật luôn. Tại sao? Vì ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, Ngài hiện diện đó, nhưng mà cũng có những người họ đi đến với Phật pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp, họ hành thiện, rồi họ bệnh chung và sanh về cõi trời. Chứ không phải ai hoàn toàn đi đến với Phật pháp, họ cũng đi vào trong cái khuôn khổ thiền tứ niệm xứ để chứng đạo quả hết. Quý vị đọc lại kinh điển quý vị sẽ thấy. Không đến bây giờ những vị này chúng sanh thời nay giỏi hơn chúng sanh thời Đức Phật hay sao? Và những vị thiền sư mà hướng dẫn thiền giỏi hơn Đức Phật hay sao? Trong khi đó thì Đức Phật này nhìn chúng sanh á, thì Ngài biết là chúng sanh có nhiều trình độ khác khác nhau. Có những chúng sanh đầy đủ phước duyên, ngay trong hiện tại họ có thể thành tựu được mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh, thì Đức Phật hay dạy khác. Còn có những chúng sanh khi mà họ đến, họ có niềm tin với Phật pháp, Đức Phật về biết những cái chúng sanh này ngay trong hiện tại chưa thể chứng được đạo quả giải thoát, thì Ngài dạy cho họ những cái thiện pháp để họ tu tập, để họ tạo những cái công đức, những cái phước báo sanh thiên. Rồi trong tương lai chừng nào mà duyên ba la mật của họ đầy đủ thì họ được giải thoát. Cho nên ở đó chúng ta cần phải hiểu, chúng tôi sợ nhất là những người mới vừa nghe người ta về, người ta thổi phồng lên một vấn đề gì là chúng ta lại chạy theo mà chúng ta chưa kịp suy nghĩ gì cả, để chúng ta bắt đầu con người này người kia. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói một cái trường hợp, nếu tất cả mọi người đều phải tu tứ niệm xứ để được giải thoát trong hiện tại, và chúng ta bỏ hết những cái pháp môn khác, thì nội cái bài kinh cặn xe đó là chúng ta cũng chưa gì cả. Chúng ta từ ở đây mà chúng ta đi đến cái mục tiêu của chúng ta là ở cái thành phố kia, từ đây đến đó có 7 trạm xe, mà chưa gì cả, chúng ta chưa đi được đoạn đường nào, chưa qua được cái trạm xe nào hết, thì chúng ta lại đòi hỏi là phải làm sao đi nhanh đến trạm xe thứ 7, tức là đạt được cái tri kiến thanh tịnh. Chưa, thưa quý vị, nếu mà chúng ta phủ nhận
giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, thì không bao giờ chúng ta đạt đến tri kiến thanh tịnh. Đó là gì? Dẫn chứng cái lời của Ngài Matani Putta Buddha, Ngài trả lời của tôn giả Sariputta về bảy trạm xe. Mặc dù mục đích cứu cánh của đời, của giáo pháp này là sự giải thoát, nhưng mà trước khi đi đến cái mục đích cứu cánh đó thì phải tuần tự đi qua những cái trạm xe, những cái pháp tịnh khác, ngay từ đầu là phải giữ giới vân vân. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập nội ba câu mà Đức Phật đã dạy là Sapapa Passa Akarnang Kusala Supasambada Sachitta Priyodapanang, không mọi điều ác thành tựu mọi hạnh lành, trao dồi tâm ý thanh tịnh. Ba điều đó, nếu mà điều ác chúng ta chưa có giữ giới để chúng ta từ bỏ, cái điều lành tức là những cái phước báo mà chúng ta chưa có làm mà tâm chúng ta vẫn còn keo kiết bổn sẻn, chưa có bố thí, vẫn còn cái tâm sân hận ác độc, chúng ta chưa có an trú ở trong vô lượng tâm từ bi hỷ xã, hay là chúng ta còn ngạo mạn, chúng ta chưa có cái pháp cung kính, chúng ta còn ích kỷ, chúng ta chưa có cái pháp phục vụ, chúng ta còn dốt, chúng ta chưa có quan hỷ trong cái việc nghe pháp, vân vân, thì thử hỏi làm sao mà chúng ta có thể giữ tâm trong sạch được. Tiếng người thế, người Phật tử phải hiểu rằng Phật pháp đem đến ba điều lợi ích. Nikkhatha tức là lợi ích trong hiện tại, tức là làm sao mà chúng ta được cái sự an vui hiện tại lạc trú, và trong cái hiện tại lạc trú đó Đức Phật thầy cũng có dạy rằng anh thơm mô đã tiếp với châm mô đã tiếp các cái cô nhô ô phải giác mô đã tiếp sô mô đã tiếp sô phô mô đã tiếp cầm mắt quy xuất thì bắt tà nô vui đời sao vui, làm phước hai đời vui, người vui người ăn vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Khi mà chúng ta làm được cái điều thiện, điều phước đó, thì mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến cái điều thiện, cái điều phước của mình đã làm, mình cũng có sự hoan hỷ, mình cũng có sự vui, an vui. Thì cái đó là cũng là cái bước đầu chúng ta tu tập trong thiện pháp. Còn cái lợi ích thứ hai đó, gọi là Samrajikatha, tức là lợi ích tương lai. Nếu đây không phải là thân tối hậu, chưa thành tựu quả vị A-la-hán, mà còn phải tái sanh luân hồi, chỉ chính do những cái thiện pháp mà chúng ta đã làm, những cái công đức mà chúng ta đã tạo, nó sẽ đưa đến cái sự an vui trong cái cảnh giới tái sanh ở tương lai, còn sanh tử luân hồi. Chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị như vậy, vì chúng ta chưa có biết rõ là mình có khả năng chứng đắc được ngay trong hiện tại hay không.
Ngay cả cái vị thiền sư cũng chưa biết rõ chúng ta là như thế nào. Bởi vì tại sao vậy? Một lần tôn giả Sariputta, ngài dẫn một vị tỳ kheo đệ tử của ngài đi đến Đức Phật, và tôn giả Xá Lợi Phất ngài mới trình bày rằng vị tỳ kheo này cũng hướng dẫn cho tu tập về cái đề mục bất tịnh. Nhưng mà vị này trong suốt 3 tháng không có lấy được một ân chứng. Đức Thế Tôn hãy giáo huấn vị tỳ kheo này. Thì thưa quý vị, Đức Phật cần biết được căn cơ của vị tỳ kheo đó ở trong đời quá khứ đã trải qua 500 kiếp sống, là người làm thợ kim hoàn, luôn luôn nhìn thấy, chứng kiến vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu để làm những cái món nữ trang, cho nên tâm nhìn cái đẹp nó quen rồi. Bây giờ mà cho ngồi niệm thân bất tịnh hay niệm tử thi, thưa quý vị, là không có áp phê chút nào hết. Sự tài bảo cái tỳ kheo đó sáng hôm nay đi khất thực về, hãy ra ngồi ở bồ, ở hồ sen để ngắm nhìn cái hoa sen nở. Thì thưa quý vị, Đức Phật Cà mới dùng thần thông cho cái hồ sen đó nó mọc lên một cái hoa sen đẹp. Vì tỳ kheo đó ngắm nhìn cái hoa sen buổi sáng trong ánh nắng vàng, gió mát, hoa sen nở rộ màu hồng đẹp. Tỳ kheo chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, cảnh hữu tình của cái hồ sen với hoa sen như vậy, thì Đức Phật lại dùng thần thông cho cái hoa sen đó nó nhanh chóng nó biến đổi màu sắc, rồi dần dần nó héo úa, rồi nó già cỗi và nó gãy ngang. Thấy cái sự vô thường nhanh chóng như vậy, vị tỳ kheo này liền tỏ ngộ được lý pháp và chứng quả A-la-hán. Buổi chiều lại tôn giả Sariputta đi đến đảnh lễ Đức Phật và dẫn vị tỳ kheo đệ tử về, và Đức Phật này xác chứng quả vị vị đó đã chứng đắc. Chư tỳ kheo nghe như vậy, chư tỳ kheo nói rằng: ôi Đức Phật là vô lượng, ngài đã biết rõ cái cơ tánh của chúng sanh và ngài đã dẫn dắt hiệu quả. Trong khi tôn giả Sariputta là bậc tướng quân chánh pháp mà vẫn không hiểu được cái tâm tánh của vị đệ tử mình, Đức Phật ngài đi đến và bảo rằng: này chư tỳ kheo, vì rằng trong 10 Như Lai lực thì biết được căn cơ thượng hạ của chúng sanh, là đó là cái trình độ của chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là ở trong cái lĩnh vực trình độ của một vị thinh pháp. Đến như vậy đó mà chúng tôi thấy là tôn giả Sariputta còn không thể biết được cái cơ tánh của vị đệ tử học trò, thì huống hồ là bây giờ các vị thiền sư có dạy thiền thì cũng dạy một cách tổng quát. Cho nên các vị này chỉ khuyên nhắc những thiền sinh là phải lo nỗ lực tu tập chánh niệm tỉnh giác trong cái đề mục, chớ có vọng tưởng đời sau vân vân. Làm như vậy để cho các vị đó tinh tấn, đừng có lơ là, chứ không phải là các vị đó mà phủ nhận. Nếu mà vị thì sư nào mà phủ nhận những cái pháp môn khác mà Đức Phật dạy trong cái điển Tam Tạng là
những cái pháp môn đó là không đúng lời Phật dạy, chỉ có hành tứ niệm xứ mới đúng, là vị thiền sư này thật sự không đáng cho chúng ta phải ngưỡng mộ và chúng ta quy hướng. Còn nếu như vị thiền sư không có dạy như vậy thì những người đi tuyên truyền sai đó, thì cái người này mới đáng trách. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái việc tu tập không phải hạt 100 người đi vào trong Phật giáo, 100 người đó đều có cái trình độ ngang nhau và có cái phước duyên giống nhau hết. Chỉ cái nhóm 6 vị hoàng thân Thích Ca, trong đó là Phát Đi Giá, Anuruddha hay là Kim Bila, hoặc là Ngài Phát Đi Giá, hoặc là Ngài Ananda hay là Devadatta, và thêm Ubali nữa, tất cả là 7 người mà trình độ khác nhau. Xuất gia xong thì Ngài Phát Đi Giá chứng A La Hán trong 3 tháng, còn Ngài Anuruddha thì không có chứng A La Hán mà Ngài chỉ chứng được thiên nhãn thôi. Tôn giả Ananda thì chứng được quả Tu Đà Vương, còn tôn giả Kambila các vị về sau này đó, Phan Gác, Phan Đi Giác, 2 vị đó vị sau này mới chứng A La Hán quả. Còn riêng Đề Bà Đạt Đa thì chỉ chứng được thiền và thần thông phàm mà thôi, thần thông hiện thế. Ngài Ubali cũng chứng A La Hán sau đó. Thì thưa quý vị, chỉ 7 người trong một nhóm xuất gia mà trình độ và kết quả tu tập cũng khác nhau, chứ đừng nói chi là bây giờ chúng ta ở trong một cái vườn, một cái trường thiền, cả hàng trăm vị hán, mà một hàng trăm vị hành giả đó đều chứng quả ngay trong hiện tại hết, thì cái này vị thiền sư này chắc giỏi hơn Đức Phật rồi, thưa quý vị. Cho nên cái chuyện chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải có luôn luôn có trí tuệ để chúng ta nhận xét. Không ai bắt buộc chúng ta phải tin, nhưng chúng ta cần phải có cái sự suy nghiệm bằng cái trí tuệ của mình, trí tư, để chúng ta hiểu được Phật pháp. Có như vậy thì chúng ta mới không lầm lẫn. Và cái điều lợi ích thứ ba đó là mới có cái lợi ích tối thượng, gọi là Parabhatika. Parabhatika tức là cái lợi ích tối thượng, tức là đạo quả giải thoát. Thì giáo pháp của Đức Phật thích hợp cho cả tất cả căn tánh của chúng sinh. Chúng sinh nào có nhân duyên ngay trong hiện tại là cái chót trước A-la-hán được, thì vẫn có những pháp môn để vị đó hành trì trước đạo quả A-la-hán. Còn những chúng sinh mà ngay trong hiện tại chỉ nhân duyên để giải thoát trong tương lai thì vẫn có những cái pháp môn để họ, Đức Phật đã dạy cho họ tu tập để đem đến lợi ích tương lai công đức. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái lời giảng giải của Hòa Thượng Giác Đẳng. Bây giờ thì xin thỉnh Hòa Thượng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tổ Sư với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta học Phật pháp luôn luôn cần tâm cởi mở và cần cái nhìn rộng và thoáng. Để kính thưa sư huynh đi nghỉ, còn những phút còn lại để sẽ thảo luận cùng với chư tăng. Thưa tòa tuyên quyền ấy, thưa tòa có ở trước máy không? Thưa tòa có nghe được không? Thưa tòa pháp tân nghe. Dạ, có nghe được. Dạ, thưa tòa tư quyền. Thưa tòa tư quyền, chúng ta thấy rằng trong ngành giáo dục ngày nay, người ta vẫn có tranh luận là về cái tổng quát và cái chuyên môn. Thí dụ như là ở tại Âu Châu đó thì người ta hay nhấn mạnh đến trình độ tổng quát, trong khi đó Hoa Kỳ thì cần chuyên môn. Người ta nói khi mà mình tu, mình học cũng vậy. Thay vì mình học tổng quát cả nhiều thứ ở trong tâm tạng, thì mình nên tập trung vào một bộ kinh hay một ngành nào đó về luật hay là thắng pháp chẳng hạn. Thì tôi tự nguyện, trong cái quan điểm cá nhân thì tôi thấy
chúng ta nên tập trung vào cái chuyên môn hay là nên tập trung vào tổng quát kinh tịnh rồi? Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá, Giá Thơ Đức Chúng Nghe Rồi. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tư Siêu và Thượng Nhất Đẳng Thượng Tòa Pháp Đăng, Thượng Tòa Pháp Tân, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tư Truy, Đại Đức Tư Đức Xuân Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng Chư Phật tử. Và cái bạch Hòa Thượng có thể nói, nếu như mà chúng ta trên cái tinh thần tu tập để chúng ta có một cái học mà phổ quát, để mà nắm vững rành mạch hết tất cả các kiến thức để mà chúng ta tiến tu, thì cái điều này phải nói rằng cũng rất là khó khăn, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng cũng không thể nói rằng là chúng ta không học gì mà chúng ta tu mà lại là có kết quả được. Thì cái sở học như bên Âu Châu và cái sở trường như ở bên Mỹ, thì ở đây cái sở trường đó của chính mình, như mình có một cái sở trường nào thì mình thực hiện sở trường đó. Nhưng cũng phải đi qua một cái kinh, qua cái bài bản để mà học. Thì cũng phải ê kinh qua bài bản đó, để từ đó mà chúng ta mới nhất thể tinh, nhất thông minh được. Cũng ở trong cái cuộc tu tập á, thì chúng ta phải hiểu biết được cái con đường đưa đến cái giác ngộ. Nhưng những trạm xe mà chúng ta vừa nghe Hòa Thượng Từ Siêu đã trình bày, chúng thấy rằng mà chúng ta mới bước lên một trạm xe thứ nhất, thì chúng ta cho rằng chúng ta sẽ đi tới cái trạm xe cuối cùng. Mà trong khi chúng ta, quả thật chúng ta chưa có đủ khả năng bước lên một trạm xe thứ nhất của giới tịnh, chúng ta chưa có được. Mà chúng ta đòi làm, coi như là mà mình phải tu chứng đắc rồi. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Như lời sư phụ đã nói đó, sư thầy sư phải nói rằng, chính chúng ta học một cách căn bản, thì chúng ta nắm vững một cách căn bản để chúng ta tu, thì cái sự tiến tu nó vững chắc. Thì theo cái cơ tánh, thì theo cái duyên của mỗi người, chứ không thể nào mà chúng ta tự động mà ụ cạp cạp, mà coi như là không biết cái gì, mà coi như tu xong rồi cái đóng mạc ở chỗ này, đóng mạc ở chỗ kia, tu ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan vậy đó. Chúng ta về rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta lào thông hết tất cả cái điều đó, hơi chúng ta phải xét lại cái điều này. Nhiều khi có một số vị cũng hơi tự đại cái chỗ đó, hoặc là có một cái họ tu họ được thân kinh an, tâm kinh an một chút xíu, rồi họ lại có những cái phát ngôn mà nó mang tính như là mình coi như là đã xuyên suốt, đã tường tận hay là đã đắc. Thì cái này là chính vô tình, chẳng những không lại lạc cho chính họ mà lại nguy hiểm cho chính họ và cho phần đông nữa. Đây là sự thật. Gọi là để thế nào mà để học, để chúng ta tu. Bây giờ chúng ta phải xuyên qua một quá trình của ít nhất của tâm pháp. Chúng ta hiểu biết được cái diễn tiến của tâm. Của tâm thiện, của tâm bất thiện, của tâm tham, của tâm sân, của tâm si. Ở một chừng đó chúng ta phải nhận định cái này thuộc về tham, cái này thuộc về sân, cái này thuộc về si. Hay cái trạng thái của ta chứng đắc được, ví dụ trạng thái của ta nó khinh an, trạng thái của ta nó cảm thấy có một cái phỉ lạc nó phát sinh, một cảm giác này lạ quá, thì chúng ta phải cần phải có một cái, một thì chúng ta phải được học, một chúng ta phải được trình bày, phải được cho các vị mà các vị thầy. Còn thứ hai, nếu chúng ta có một cái sự vững chắc đó, chúng ta có một cái bài bản, thì chúng ta mới được biết được đó chính là những cái kết quả, chỉ là những ấn chứng mà nó xuất hiện, vân vân. Thì như thế thì hoàn toàn được một cái căn bản. Chứ còn nếu như trường hợp mà học mà để mà chúng ta phải học tam tạng kinh điển một cách đầy đủ, một cách trực tiếp, một cách chuyên môn bài bản để chúng ta được thành tựu, thì cũng tùy theo cái duyên. Nhưng ngược lại, có những người họ thọ trì một cách vững chắc, đi tới trạm xe thứ nhất cái giới, họ sẽ học bài đủ với cái giới để họ tiến lên được, họ đạt được cái giới tịnh. Thì bao nhiêu đó thôi, cứ từng bước từng từ, chứ không phải là 1, 2, 3 cái chúng ta bước được liền. Thì cũng vậy, bởi vì thường xuyên sư phụ thì sư thường nhắc đó, phải hiểu lý Phật pháp một chút xíu, phải cái yếu lý, cái cơ bản đó cần phải nắm, nhưng chứ không phải là cần nắm nhiều. Cần chúng ta phải học suốt vi diệu pháp, hay chúng ta phải học từng bộ kinh của trung bộ, của trường bộ, hay hoặc của cái bộ kinh này, cái bộ luận nọ, rồi chúng ta mới tu tập. Không phải,
Thí dụ như bây giờ mà nội chỉ mà chúng ta tu tập, chúng ta chỉ tu tập để buông bỏ, để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, chứ không phải chúng ta tu được rồi chúng ta mang một cái mắt thiền, rồi chúng ta đi lấy cái mắt thiền chúng ta nhát người ta, mà trong khi đó mà trong tâm tư của chúng ta chưa có biết buông bỏ, chưa có biết xả ly, mà cũng chưa biết cái thế nào là xả ly, chưa biết thế nào là một cái sự tu tập để mà thành tựu cái pháp thượng nhân, hay là tu tập để chúng ta đạt được cái trí tuệ. Có thể không phải một chuyện bình thường đơn giản. Họ luôn luôn cho rằng khi có chánh niệm đi thì có tỉnh giác. Và tỉnh giác khi nào, chánh niệm khi nào, và tỉnh giác nó xuất hiện khi lúc nào, hoàn toàn hai cái trạng thái này họ không biết. Họ chỉ biết ở vô. Các vị thiền sư bảo chúng ta phải chánh niệm, mà chúng ta hít vô thở ra, rồi hít vô thở ra như vậy rồi chúng ta sẽ biết tỉnh giác của nó hoàn toàn. Nếu như họ không hiểu được cái chữ tỉnh giác, cái sát tí rồi xong mới chai nhá nó như thế nào, mà chúng ta chỉ nghe các vị thiền sư chỉ dạy như vậy, thì sự thật ra cái mà nghe đó, đó thì cái phước duyên lắm, người ấy mới hiểu được. Chứ còn nếu như thường thường thì kính bạch hòa thượng, con nghĩ rằng nó cũng rất là giới hạn, chứ không phải là chuyện bình thường được. Cũng vậy, cần lắm một cái gì mà chúng ta tu, cũng như cho chúng ta đi từ chỗ này qua chỗ kia, cho chúng ta ít nhất phải cho chúng ta một ít xăng dầu, ít nhất cho chúng ta một ít cái lộ phí để chúng ta mới có đi. Chứ còn không mà chúng ta đi bộ, chúng ta không biết đường đi, thì chắc chắn rằng nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ lạc bờ này lạc bến kia là một điều rất là bình thường. Còn cho chúng ta lộ phí, cho chúng ta một cái chỉ đường rõ ràng, thì anh hãy đi tới con đường đó, với một con đường đó anh cứ đi tới đó đi, tới trạm đó rồi anh dừng ở đó, rồi sẽ có người tiếp tục dẫn anh đi tiếp, thì từ từ thì chúng ta mới đi được cái thành tựu tốt đẹp. Chứ còn 1, 2, 3 không có gì mà tự nhiên mà bỏ chúng ta ở ngã ba ngã tư rồi kia chúng ta cứ đi đại đi rồi thế nào cũng về đến nhà, thì cái điều này nó cũng rất là khó. Và thì đây chính là cái ý nghĩa của con là vậy. Chắc chắn cần lắm một cái căn bản cần phải có để chúng ta tiến tu. Còn nếu như mà để mà đầy đủ thì cũng rất là giới hạn, cũng rất khó khăn cho tất cả. Dạ, đó chính là ý kiến của chính con là vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thú kính trân thưa tập tự quyền với câu thảo luận vừa rồi. Thưa tọa pháp tân, thưa tọa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tọa pháp tân nghe được kính thỉnh thưa tọa trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Dạ. Thưa tọa pháp tân, chúng ta thấy đây là một cái khuynh hướng rất là rõ nét trong cộng đồng Phật giáo. Có nhiều người tu nhấn mạnh là mình tu phải an lạc. Dạ, do đó tìm một cách để có được một cái cảnh giới an lạc cho sự tu học tập của mình. Có những người có quan điểm rằng sự an lạc nó khiến cho chúng ta không có tinh tấn nhiều bằng khổ tu. Khổ tu mới là một cái hình thức tốt nhất để khiến cho chúng ta rời bỏ cái tâm dính mắc với trần gian và hướng về giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì thượng tọa quan hệ cho biết ý kiến cá nhân thượng tọa là mình tu mình nên hướng cầu đến xây dựng cái an lạc hiện tại, gọi là hiện tại lạc trú, hay là chúng ta nên hướng đến cái chuyện mà khổ tu để từ bỏ ái chấp đối với trần gian, hướng cầu giải thoát. Kính thỉnh thượng tọa pháp thân. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Tham A Di Đà Phật. Sanh Khai. Dạ, con thành kính đảnh lễ đức Phật pháp tăng, con kính đảnh lễ hòa thượng Giác Đăng, tổ tự viện, tổ Minh Hạnh, đức tự trì, sư Nguyên Thông cùng chư tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng sự thật ra thì mình tu là để hướng đến cái sự an lạc, mà cái sự an lạc này là an lạc phát xuất từ ở cái nội tâm. Cái nội tâm của mình nó không có cái sự dính mắc về những cái phiền não, về cái buồn phiền, hay là những cái trói buộc ở trong cái cuộc sống này. Thì cái đó, điều đó rất là quan trọng. Bây giờ nếu mà nói rằng mình hướng đến cái an lạc mà gọi là giống như một người mà đi tu rồi tìm cái cảnh gì đó mà mình giữ ý, thích ý theo cái ý của mình. Cái ý của mình, cái tâm của mình
mình có những cái khuynh hướng. Ví dụ như là có những người thì tìm một cái nơi hết sức là thanh vắng, tìm một cái nơi thoải mái rằng đừng có ai rầy quấy rầy gì mình hết, tìm cái nơi mà không có ai đụng chạm gì tới mình hết, hoặc là không có ai phải phiền gì tới mình, phải lo bận công việc này kia đó. Cái đó mình nghĩ cái điều đó nó cũng chưa có phải là hoàn toàn. Sự thật ra thì cuộc tu này nó phải trải qua rất là nhiều. Khi mà mình sống trong cuộc đời này mà mình thiên về một cái gì đó mà mình nghĩ rằng đó là sự an lạc phát xuất từ ở bên ngoài đó, để chúng ta tìm cầu đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái cực đoan. Cực đoan giống như một người mà có một cái am tranh, một cái am nho nhỏ, rồi trong đó có đủ tiện nghi để mà mình tu, rồi xung quanh mình đừng có bận rộn việc gì, xung quanh đừng có, mình đừng có ai quấy rầy gì. Cái đó mình mong cầu cái đó nó không phải là thật sự là mình tìm được cái an lạc của chính mình. Cái thứ hai nữa đó là cái người có khuynh hướng về khổ đó. Có những người thì họ có những cái khuynh hướng tu phải khổ luyện như thế này, khổ luyện thế nọ, phải khổ. Con người phải là mình phải kham khổ trong cái việc ăn uống ngủ nghỉ đủ thứ. Mặc dù Phật dạy mình là tri túc và thiểu dục là hai cái điều đó cần thiết, nhưng mà cũng không phải là mình thiên về một cái gì đó nghĩ rằng là cuộc đời này thì mình tu là phải khổ, phải khổ thật là khổ mới có thể là mong được đạo cao đức trọng quả dày gì đó. Thật sự ra mình có những cái khuynh hướng đó nó cũng chưa phải, chưa phải. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc tu này đó, thật sự là mình tìm được an lạc, mà an lạc từ ở cái nội tâm của mình. Khi nào mà tâm của mình không có bị dính mắc, làm sao mà năm trước như thế này bị ràng buộc, năm sau mình tu á, nó tiến bộ hơn một chút á, mình đỡ cái sự ràng buộc trong cái phiền não. Năm trước thì sân giận than sân nhiều, bây giờ mình giảm bớt được một chút. Năm trước mình cố chấp nhiều, bây giờ thì mình giảm một chút. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà mình cần phải làm, cần phải làm. Cho nên cái cuộc tu này đó, thì sự thật ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là mình gặp cái duyên ở trong thiện sự nào thì mình nên làm thiện sự đó. Để nhằm chi? Để bổ túc cho được đầy đủ, các cái công hạnh cho được đầy đủ, thì mình tu nó mới có thể dễ dàng có cái kết quả hơn. Còn mình thiên theo cái tâm huyết của mình để mà mình nghĩ rằng cái này nó phải là như vậy, cảnh như thế này, người như thế này, hoặc như thế nọ đó, theo cái ý muốn của mình, thì biết đâu trong cái ý muốn của mình nó chưa phải là những cái ý muốn tốt. Bởi vì có những người khuynh hướng như thế này, có những người khuynh hướng như thế kia, có người khuynh hướng theo theo hữu, rồi có người thì có những cái khuynh hướng theo cái sự khổ hải, hoặc là ép sát phải là phải như thế này thế nọ, hoặc là có những người khuynh hướng theo phần đông, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó, mỗi cái khuynh hướng đó là những cái khuynh hướng chung thôi, chứ sự thật ra thì nó không phải là cái gọi là mình gọi là cái gì mối để cho cái đời sống tu tập của mình tốt đẹp. Và do vậy đó thì khi mà mình tu á, theo chúng tôi nghĩ đó là dù một cái hoàn cảnh nào, trong cái hoàn cảnh đó thuận hay là nghịch, thử thách hay là cám dỗ, thì mình cũng có những cái để mà mình biết được, trực nhận biệt được, đừng để cho những cái đó nó ràng buộc mình, những cái đó nó ràng buộc nội tâm mình, hoặc là nội tâm mình bị dính mắc vào những cái điều đó, thì đó là cái điều tốt rồi. Còn các cái công hạnh tu tập thì chúng tôi nghĩ là cần phải trải qua hết, cần phải trải qua hết, cần phải làm những việc này việc kia, phải tu tập, phải nỗ lực từ cái việc mình thực hành giới, từ cái việc mình
thiền tập, rồi từ cái việc mà mình trao dồi những cái thiện pháp khác đó, thì chúng tôi nghĩ là cần phải làm. Giống như là các cái bậc Bồ Tát mà để giác ngộ thành Phật thì cũng đầy đủ các cái pháp độ ba la mật. Cái người tu đó thì chúng tôi nghĩ rằng cần phải trải qua, trải qua. Và cũng không thể nói rằng là mình là có một cái sự phải như thế này thế nọ để tìm cái an lạc từ ở cái theo cái ý muốn của mình, cái tâm mình được dứt bỏ, không có bị ràng buộc, thì cái sự là chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây con xin có cái chia sẻ qua cái câu hỏi của Hòa Thượng, con xin bơ lờ ở đây, đã thấy hết giờ rồi. Sa thú, kính chừng thì tập Pháp Tân với câu thảo luận vừa rồi. Trước khi dứt lời, thưa quý vị, kêu đem tất cả cái phước lành mà chúng ta tạo để hồi hướng cho hai người. Người thứ nhất là thân phụ của cô Trần Thanh Thủy, một vị MC ở trong lớp Phật Pháp, là cụ Trần Thanh Quang, sinh năm 1933 và mệnh chung vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Ngày hôm qua ở chùa chúng tôi cũng có cái lễ cầu siêu cho ông cụ, và do vậy hôm nay chỉ xin nhắc lại một lần nữa để thay lời cho tất cả chư tăng và quý Phật tử xin nhất tâm hồi hướng cho ông cụ, và cũng hồi hướng đến chùa của ông Trần Văn Chóc, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1936, mệnh chung ngày 25 tháng 3 năm 2022, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ ông là thân phụ của cô Thuận Trần Ban Nha, là một Phật tử rất thường nghe Pháp trong lớp học này, và cô cũng là người công quả nhiều cho cái việc Phật sự ở tại chùa Pháp Luân. Nhưng mà cô là một Phật tử thường xuyên ở đây, thì xin được thay lời của chư tăng và quý Phật tử hồi hướng cho hai ông cụ. Phật Pháp